Đó, thì cô nhắc lại một số yếu tố mà nếu như hôm trước các bạn nào không chú ý hôm nay mình quên này, thì hội chứng xuất huyết nhớ cho cô đấy là về mặt định nghĩa thì nó sẽ là một cái tình trạng máu thoát ra khỏi thành mạch, nhưng không phải lúc nào cũng phải là chảy ra ngoài cho chúng ta nhìn thấy đúng không? Đấy. Và cái vấn đề này thì nó có thể do vấn đề là do thành mạch bị vỡ hoặc là không phải là do thành mạch vỡ. À, chờ cô một chút kiếm cái đây là. Nhớ cho cô là chúng ta không chỉ có liên quan đến thành mạch bị tổn thương mới bị xuất huyết mà có thể có nhiều yếu tố khác cũng sẽ làm cho cái hiện tượng xuất huyết này xảy ra. Và tiếp theo là nhớ cho cô là vì sao lại như vậy thì chúng ta cần phải nhìn lại cái sơ đồ và cái quá trình cầm máu và đông máu trong cơ thể đúng không? Cái giai đoạn đầu tiên cũng phải là liên quan đến thành mạch, tức là khi mà tổn thương thì thành mạch phải co lại tốt nhé, để cho cái tiểu cầu bám vào đấy được tốt hơn cũng như là cái hạn chế được tình trạng máu mất đi qua cái vị trí bị tổn thương. Nhưng giai đoạn tiếp theo đấy chính là cái giai đoạn của tiểu cầu rất quan trọng, đó là tiểu cầu phải bám dính và tiết. Cái tiểu cầu này thì nó không phải là chỉ về mặt số lượng, em thấy thì nó còn phải tiết ra các yếu tố như thế này để hấp dẫn những cái tiểu cầu khác để tạo thành nút tiểu cầu. Thì do đó tiểu cầu nó sẽ phải đảm bảo cả về số lượng cả về chất lượng. Và đến cái giai đoạn thứ ba cũng là cái giai đoạn quan trọng cuối cùng, đó chính là giai đoạn mà hình thành cục máu đông. Điều này thì nó sẽ phụ thuộc vào các yếu tố đông máu ở trong huyết tương của mình. Vậy thì phải đảm bảo cả ba yếu tố đấy là thành mạch phải tốt, tiểu cầu phải tốt và phải đủ cái số lượng các yếu tố đông máu. Thì cái quá trình xuất huyết mới không xảy ra. Còn chỉ cần có một trong ba yếu tố này có vấn đề thôi thì cái sự xuất huyết sẽ xảy ra. Đó, các em sẽ nhớ lại cho cô như vậy. Cái này cũng là cái quan trọng mà các em sẽ cần phải nhớ cho cô, đấy là cái vấn đề hỏi bệnh như thế nào. Đấy, cái này khi mà chúng tôi hỏi thực hành. Khi mà các cô hỏi thực hành nhá, cô không chỉ hỏi về thao tác mà cô sẽ hỏi một số những cái chi tiết quan trọng liên quan đến ứng dụng thực tế. Đấy là ví dụ như khi em nhìn thấy cái trên da của bệnh nhân có những chấm như vậy, đúng không? Chấm đỏ như vậy thì em khám như thế nào và em hỏi bệnh nhân những cái gì? Cái đấy nó đều thuộc về vấn đề mình phải thực hành, mình phải khám trước, tức là gọi là tiền lâm sàng đấy. Mình sẽ phải biết trước khi mà mình đi lâm sàng. Đó, ví dụ như đầu tiên em sẽ hỏi bệnh nhân bị từ bao giờ này? Tự nhiên hay là sau va chạm? Đó. Rồi sau đó thì em sẽ hỏi thêm những cái vấn đề thay đổi về màu sắc của cái ban đấy như thế nào. Còn quay về tiền sử của bản thân thì các em sẽ phải chú ý những vấn đề như là từ nhỏ giờ có hay bị những cái tình huống mà chảy máu không cầm hay không, lâu không cầm, cầm chậm hay không. Nếu như bệnh nhân nữ thì sẽ phải hỏi thêm tình trạng kinh nguyệt có bị ra nhiều hơn bình thường, kéo dài hơn bình thường không. Rồi những cái lần chửa sinh trước đây của bệnh nhân thì có bị băng huyết hay không. Rồi các em sẽ hỏi xem là bệnh nhân có sử dụng những cái thuốc mà nó có khả năng gây ra cái tình trạng xuất huyết, như là các thuốc gây ức chế mà ngưng tập tiểu cầu, như những cái thuốc đây các em nhìn thấy đó. Rồi những cái bệnh lý mà nó gây giảm những cái vấn đề như là giảm gì nhỉ? Giảm các yếu tố đông máu như các bệnh gan mật, bệnh về máu nói chung, bệnh hệ thống. Về các hình thái mà lâm sàng của xuất huyết thì lưu ý cho cô là các hình thái của xuất huyết thì chúng ta có thể xuất huyết ở da, có thể xuất huyết ở niêm mạc, ở nội tạng và cơ khớp. Thế do đó khi mà em hỏi về em thấy người ta bị xuất huyết ở da thì em sẽ phải loại trừ, em hiểu là em sẽ phải có các câu hỏi để loại trừ những cái xuất huyết ở các tạng. Ví dụ như là các tạng về mũi, về tạng hô hấp thì em sẽ phải hỏi cái gì? Tạng về tiêu hóa em phải hỏi về cái gì? Đúng không? Nhá. Đây, liên quan đến xuất huyết ở dưới da thì chúng ta tùy thuộc vào cái kích thước của xuất huyết
mà các em sẽ có các câu, có cái miêu tả riêng. Cụ thể là khi mà cô nói là à, nhìn thấy hình ảnh xuất huyết như vậy thì em mô tả như thế nào? Ví dụ như ở đây thì cô sẽ mô tả đây là gì nhỉ? Vùng cẳng chân hai bên đúng không? Cẳng chân hai bên sẽ xuất hiện các chấm và nốt xuất huyết nhá, với cái hình thái cái chấm và nốt này và cái độ tuổi là nó đồng đều nhau đúng không? Em phải hỏi về cái độ tuổi rồi em quan sát. Khi mà em quan sát em sẽ thấy khi mà nó lên đều màu như thế này, chỉ có một vài những cái mà thâm thâm hơn thôi, còn đa phần nó là đều. Thế em hiểu là đây là đa phần nó là cùng lứa tuổi. Còn ở vùng này cô sẽ miêu tả đây là gì nhỉ? À, một cái vùng bên bàn chân trái của bệnh nhân, có thể lên trên, nhưng chỗ này thì chỉ miêu tả chỗ này thôi. Thì đây là vùng bàn chân trái của bệnh nhân đúng không? Sẽ có xuất huyết dạng đám, tức là cả chấm, cả nốt, cả mảng và có nhiều lứa tuổi khác nhau. Vì sao? Vì em sẽ nhìn thấy có cả các những cái chấm đỏ rất là mới và có cả những cái phần mảng xuất huyết nó thâm và sẫm hơn hẳn như thế này. Đó, thì lưu ý cho cô nhé. Chúng ta sẽ miêu tả như vậy. Thế nên tính chất mà của xuất huyết ở da nó phải gồm có hai tính chất cơ bản. Nhớ cho cô là gồm có hai tính chất cơ bản nhất, có thể nó có thêm một vài những cái chi tiết khác. Nhưng mà hai triệu chứng cơ bản nhất bắt buộc phải có. Thứ nhất, nó là gì nhỉ? À, khi em làm nghiệm phát căng da nó dương tính. Cô nhắc lại này. Tính chất thứ nhất là làm nghiệm phát căng da phải dương tính. Tính chất thứ hai là nó phải có sự thay đổi màu sắc theo thời gian. Bởi vì đây là cái một cái tình trạng là các tế bào máu đúng không? Nó thoát ra khỏi thành mạch. Và khi thoát ra khỏi thành mạch thì cái thời gian mà nó bị hủy thì nó sẽ nhanh hơn bình thường. Cái thứ hai nữa là gì nhỉ? À, cái thứ hai nữa là cái nó có sẽ sự biến đổi màu sắc theo cái bilirubin, do sự chuyển màu bilirubin trong hồng cầu nên nó sẽ tạo thành các màu biến đổi, ví dụ lúc ban đầu là đỏ này, xong nó thành tím sẫm đúng không, xong thành xanh xanh vàng vàng và biến mất đi. Đó thì em chỉ cần cứ ví dụ như em ngâm cái ban này không có phải là xuất huyết không, hay nó chỉ là ban sung huyết, hay nó chỉ là những cái ban mà từ trước đến nay bệnh nhân đã có. Ví dụ một số bé thì bị ban gọi là u huyết nhưng mà dạng là u máu phẳng ở trên bề mặt da, không phải u nào cũng bồ lên nhé, có những cái nó là u máu phẳng ở bề mặt da chẳng hạn. Đó. Thì với những cái tình trạng như vậy thì em sẽ thấy khi em căng da thì nó vẫn còn. Tuy nhiên là khi em hỏi về thời điểm xuất hiện thì người ta sẽ nói là có biết từ lâu rồi. Cái thứ hai là em sẽ quan tâm đến, có những người nói chẳng biết được cái chỗ này nó là từ bao giờ nữa, thì em chỉ cần xem, hỏi người ta xem là thế thì khoảng một tuần trở lại đây khi màu sắc chị quan sát được thì nó có thay đổi hay không. Nếu người ta nói là ồ, chẳng biết từ bao giờ nhưng mà từ cái lúc mà nhìn thấy đến bây giờ thì màu sắc nó không thay đổi, nó vẫn như vậy, em hiểu đấy, không thể gọi là xuất huyết được, nhớ nha. Thì dựa vào hai cái triệu chứng mà cô vừa mới nói sang thì sẽ đủ giúp cho các em là em có thể phân biệt với tất cả các loại ban khác mà không phải xuất huyết. À, xuất huyết. Giờ em sẽ hỏi bệnh nhân là à, ngoài bị chấm xuất huyết ở đây, anh chị còn bị những cái chấm ở chỗ khác hay không? Anh chị có chảy máu chân răng hay không? Đúng không? Hoặc anh chị có ho máu, có ỉa phân đen hay không? Đó, có bị chảy máu cam hay không? Đó. Rồi, phụ nữ thì sẽ hỏi thêm về kinh nguyệt. À, xuất huyết ở các tạng, đây là những cái câu hỏi như cô vừa hướng dẫn các em đây. Em sẽ hỏi thêm cái màu sắc thi tiểu, màu sắc như thế nào. Còn đối với tình trạng xuất huyết ở các màng thì nhớ cho cô là gì nhỉ? À, đối với các màng này chúng ta chỉ có khám được là à, bệnh nhân đang có hội chứng tràn dịch ở các màng này thôi. Chứ còn chúng ta sẽ không biết được đấy là xuất huyết. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta phải có chặt kim vào đấy và chảy ra là máu không đông. Tại sao lại nói là máu không đông? Nhớ cho cô là máu có đông, tức là máu mà khi mà người ta chọc xuyên qua da nó vào cái mạch máu chẳng hạn, thì lúc đấy trong cái dịch chọc nó cũng có huyết nhưng mà sẽ là máu có đông. Còn những cái tình trạng mà máu không đông thì đấy mới là cái tình trạng của gì nhỉ? À, có máu ở trong các màng này. Đây là cái mà cô vừa nói này, phân biệt ở ngoài da. Ví dụ cô sẽ đặt câu hỏi khi các em đi thi thực hành. Đấy, ví dụ khi mà em nhìn thấy các chấm đỏ ngoài da thì ngoài xuất huyết thì nó có thể là những cái ban gì? Đó, thì em sẽ nhớ cho cô có thể là do côn trùng đốt. Đó, có thể là những cái từ bé em bé đã có như là nốt ruồi son, là bớt.
hoặc có thể là do bị nhiễm virus. Cô lấy ví dụ như trong sởi chẳng hạn, thì ban đầu nó là ban sung huyết, có thể kèm theo một vài cái sốt huyết thôi, chủ yếu nó là ban sung huyết. Cái này thì sẽ hay gặp ở trẻ em hơn, là sau khi sốt, trong một đợt sốt. Và thông thường là các em bé ngoài sốt là nó chỉ hơi chảy mũi một chút thôi, nó không có triệu chứng mà mình thấy nó nhiễm trùng cụ thể tại ở đâu. Thì khi mà em bé hạ sốt một cái là trên da của em bé nó sẽ mọc một vài cái ban cũng theo thứ tự từ mặt xong cũng dài xuống thân người. Nhưng mà khi em thấy là em căng da, nó sẽ căng da thì nó sẽ âm tính, tức là căng da nó bị biến mất, thì người ta gọi đấy là gì nhỉ? À, người ta sẽ gọi đấy là vụ cái nhiễm pháp căng da âm tính. Còn khi bệnh nhân mà đi ngoài phân đen thì em sẽ phải phân biệt với những cái trường hợp mà bệnh nhân ví dụ như người ta bị táo bón này, uống viên sắt này, hoặc bệnh nhân ăn tiết canh. Và cô đã từng gặp những cái trường hợp mà em bé ăn dưa hấu, em bé rất là nhỏ mà ăn dưa hấu quá nhiều trong một bữa, thì thậm chí cái phân em bé đi 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 ở da em bé toàn là phân một màu đỏ đỏ luôn, nó không kịp tiêu hóa nó tống ra kiểu dạng như vậy. Đấy, thì em sẽ phải rất quan tâm đến việc của bệnh nhân ăn uống vào cái gì. Những em bé mà bị nôn máu thì mình sẽ phải phân biệt giữa nôn máu và ho máu. Phân biệt dựa vào đâu nhỉ? Nôn máu thì phải là máu từ đường tiêu hóa ra. Còn ho máu thì lưu ý cho cô, máu phải là từ đường hô hấp dưới thì người ta mới gọi đấy là ho máu. Chứ nếu như mà máu mà chảy từ vùng mũi mà nó bị sung huyết, có một số bé nó chảy, nó không chảy ra phía trước mà nó lại chảy ở phía đằng sau thành họng, xong đấy thì em bé khạc ra chẳng hạn, thì nhiều lúc là mình sẽ phải lo lắng. Nhưng mà nếu mà mình loại trừ được cái nhiễm trùng của hô hấp trên thì mình sẽ không gọi đấy là ho máu nữa. Hiểu không? Thế còn quay về cái vấn đề là cùng là nó ho ra đường miệng, thì làm thế nào để mình phân biệt đấy là nôn máu và ho máu theo các em? Dựa vào triệu chứng gì nhỉ? Tất cả các bạn lại tắt mất cam của cô rồi. Chỉ có khoảng 1 phần 3 để lại cam thôi. Còn 2 phần 3 thì lại tắt mất cam của cô rồi. Để lại cam cho cô nhé. À, phân biệt giữa nôn máu và ho máu theo các em thì mình dựa vào cái gì nhỉ? Thử nghĩ thế nào? Biết đâu nghĩ đúng 50% đấy, đúng không? Nhưng cái này là những cái vấn đề mà chắc chắn khi mà hành, có thể là khi đi thi lâm sàng chúng ta cũng sẽ ứng dụng, đúng không? Rồi lúc thi biết đâu, lúc thi biết đâu là cô cũng hỏi. Thế nên là cứ suy nghĩ đi. Có một bạn vừa cho cô một ý kiến rất là đúng đấy, căn cứ vào dịch nôn phát triển theo ý đấy là đúng đấy. Phát triển tiếp cho cô nào, bạn nào vừa có ý kiến đấy, ý kiến tiếp cho cô. Đúng rồi, tức là nếu như mà nôn máu, từ bạn Phan Phương đây, bạn Phan Phương nói rất là đúng. Nếu như mà là nôn máu mà từ đường tiêu hóa, đúng không? Thì thường là nó sẽ lẫn dịch dạ dày. Đó, thì có thể lại sẽ lẫn thức ăn ở trong đó. Thế còn ho máu thì sao? Ho máu thì tương tự, bên kia là lẫn dịch, thì bên này là lẫn gì nhỉ? Suy nghĩ nào. Ờ đúng rồi, chắc chắn rồi. Ngọc Đức sẽ phát hiện đúng, đó là có bọt khí. Đúng rồi, bọt hồng. Đó, rất chính xác. Đấy, các bạn đang nói đúng thôi đây này. Phân biệt triệu chứng ban đầu. Cái này thì không phải triệu chứng ban đầu mà triệu chứng kèm theo. Hoàng Phúc tiếp tục phát huy cho cô nào. Không phải là phân biệt triệu chứng ban đầu mà các triệu chứng kèm theo, đúng không? Nó có thể cái triệu chứng đấy nó có thể xuyên suốt cả quá trình bị bệnh, nên mình không thể Vâng, gọi đấy là triệu chứng ban đầu. em thấy là nếu mà ho nếu mà ho ra máu ấy thì có thể đau ngực, khó thở. Đúng rồi. Đó. Đấy là Còn em nói nôn cô là máu đấy thì là những cái sao? kèm theo Nôn máu triệu thì chứng sao? kèm theo. Nôn máu thì sao nào? Còn nôn máu thì mình dựa vào cái nguồn máu thì từ đường tiêu hóa thì xuất hiện các triệu chứng liên quan đến các đường tiêu hóa như đau Ví bụng. dụ
xương bụng, buồn nôn. Kèm theo biểu hiện gì nữa nhỉ? Rồi, vừa xong các em đã nói gọi là khoảng 80-90% những cái điều cô muốn nói rồi. Và mình sẽ tổng hợp lại tất cả các ý vừa xong các em nói. Đầu tiên là chúng ta sẽ phân biệt dựa vào cái tính chất của cái máu đó, đúng không? Đó chính là một bên thì sẽ là nếu mà nôn máu thì thường là lẫn với dịch dạ dày, dịch dạ dày có thức ăn. Còn một bên thì sẽ là vì nó từ đường khí lên, do đó nó thường có bọt khí, bọt mà có lẫn thêm màu máu nữa thì nó sẽ màu bọt hồng. Cái thứ hai nữa như các em vừa phát hiện ra cũng rất là đúng, đấy là các căn cứ vào triệu chứng kèm theo. Một bên sẽ là các triệu chứng của tiêu hóa, còn một bên thì sẽ là triệu chứng của đường hô hấp. Không có bệnh nhân nào vừa ho cái mà nó ra máu luôn, chắc chắn trước đấy nó phải có một cái quá trình ho nhất định. Đấy, và thường ban đầu ho ra rồi cái lượng máu nó ban đầu nhiều xong nó giảm 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 dần trong một cái đợt ho đấy, người ta gọi là đuôi khái huyết. Có thể tùy thuộc mức độ mà nó có bị khó thở, đau ngực kèm theo hay không, nhưng chắc chắn trước đấy nó phải có những cái triệu chứng mà ho rất là rõ. Còn về vấn đề mà nôn máu thì đấy là các triệu chứng của đường tiêu hóa, ví dụ như bệnh nhân có thể bị đau bụng trước đấy, đúng không, buồn nôn, sợ đấy mới nôn ra thức ăn. Còn khám vân vân, khám cơ quan tiêu hóa có các triệu chứng của thượng vị vân vân chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp tục, đấy là phần trong nước tiểu của bệnh nhân có màu đỏ thì một sẽ là vấn đề của đái máu, thứ hai là đái ra các thành phần của hồng cầu mà cũng dẫn đến làm cho máu có màu đỏ, và chúng ta sẽ phải phân biệt với nhau. Thì khi nào thì em sẽ gọi đấy là đái máu, nhớ cho cô để gọi là đái máu khi và chỉ khi là trong gì nhỉ, trong hồng cầu, trong nước tiểu có hồng cầu thì mình mới gọi là đái máu. Còn nếu như mà đái ra các thành phần khác thì mình sẽ gọi riêng các thành phần như thế này, chứ mình sẽ không gọi là đái máu đâu nhé. Thì ví dụ như là đái máu trong trường hợp nào, ví dụ như viêm đường tiết niệu dưới chẳng hạn này, đúng không, hoặc là về đường tiết niệu trên thì chúng ta sẽ có viêm cầu thận chẳng hạn đó, thì những cái trường hợp đấy hoặc là bị sỏi thận đó, thì nó cũng sẽ là gây ra cái tình trạng đái máu, làm có xuất hiện hồng cầu ở trong nước tiểu thì đấy mới là đái máu. Còn những cái trường hợp này đái ra các thành phần khác thì không gọi là đái máu được. Còn myoglobin thì em biết đấy là một cái thành phần của gì nhỉ, đây là một cái thành phần của cơ rồi, nhưng mà nó cũng sẽ làm cho nước tiểu có màu đỏ. Làm thế nào để phân biệt? Cho các em làm thế nào để phân biệt? Cô sẽ gợi ý luôn nhá. Thứ nhất là mình sẽ dựa vào cái độ lắng. Nếu như mà có hồng cầu thì gì nhỉ? Nó sẽ có lắng cặn. Còn những cái thành phần này thì nó sẽ không bị lắng như vậy. Cái thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào cái sự, nếu như để hai bên mà cùng so sánh với nhau, một bên là đái ra hồng cầu, một bên là đái ra huyết sắc tố chẳng hạn, để xem cái sự biến đổi của màu sắc của bên nào, thì phải nói là cái huyết sắc tố, đúng không, nó đã ra hẳn bên ngoài hồng cầu thì cái sự biến đổi của nó sẽ nhanh hơn, tức là cái màu sắc của cốc bên đấy nó sẽ bị biến đổi nhanh hơn so với cái cốc bị đái máu. Và còn cái so sánh chính xác nhất thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ dựa vào cái soi cặn lắng hồng cầu, đúng không, cặn lắng nước tiểu. Lúc đấy người ta có thể, hoặc là tổng phân tích nước tiểu, là người ta có thể trả lời được cho em là có thành phần hồng cầu hay không. Còn cái myoglobin thì nó sẽ gặp trong trường hợp nào? Thường nó sẽ phải hoàn cảnh bất thường, như là ví dụ bệnh nhân bị gặp trong cái hội chứng vùi lấp, ví dụ như là bị đổ tai nạn, động đất, đổ nhà, đổ cửa, bị dập cơ vân vân chẳng hạn. Đấy, còn có một số những cái tình huống gọi là hiếm gặp hơn, như là một số người lâu không tập thể dục, không đến lúc tập thể dục bị cường độ tập mạnh quá mức chẳng hạn, cũng có thể gây ra giải phóng cơ, là một số thành phần như vậy. Nhưng cái đấy thì hiếm thôi, còn cái này người ta vẫn nói gặp nhiều nhất trong cái hội chứng vùi lấp. Và bây giờ đến cái phần tiếp tục chính thức của cái bài này của chúng ta đây. Đối với về phía đấy là về triệu chứng, còn trên gọi là bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp nào để chúng ta khảo sát cái sự yếu của từng cái thành phần lúc nãy gây ra tình trạng thiếu máu, xuất huyết chúng ta nói. Đầu tiên là phải nói đến cái nghiệm pháp di thắt, thì nhớ cho cô là nó sẽ kiểm tra sức bền của thành mạch,
bên cạnh đó thì nó cũng có ý nghĩa trong những cái vấn đề mà giảm cái tiểu cầu, nhưng mà sẽ quan trọng trong vấn đề thành mạch nữa. Cách làm của nghiệm phát này như thế nào? Các em sẽ nhìn thấy người ta sử dụng một cái bộ đo huyết áp bằng tay chứ không phải huyết áp điện tử. Lần đầu tiên người ta sẽ đo để người ta biết được huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu. Cô lấy ví dụ như là đo được là 120 trên 80 mm thủy ngân. Em xả ra, xả toàn bộ ra cho tay nó, người ta được giải phóng, không bị tức ở tay nữa. Chờ một tẹo thôi, em sẽ bóp lại. Và lần thứ hai khi em bóp lên thì em sẽ duy trì ở trung bình cộng của huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu nhé, chỉ giữ ở huyết áp tối đa, trung bình cộng của huyết áp tối thiểu. Ví dụ như trường hợp vừa xong của cô thì cô sẽ giữ ở 100 mm thủy ngân, không phải là huyết áp trung bình nhé. Huyết áp trung bình sẽ khác với trung bình cộng của hai huyết áp, đúng không nào? Huyết áp mà gọi là huyết áp trung bình thì có nhớ tính bằng công thức gì không? Huyết áp trung bình thì sẽ bằng huyết áp tối thiểu cộng với 1/3 huyết áp hiệu số, tức là lấy tối đa trừ tối thiểu cho 3. Sau đó thì cộng với huyết áp tối thiểu. Thì cái đấy là huyết áp trung bình. Còn đây là cô đang nói là giữ ở trung bình cộng của huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu nhé. Nó sẽ là 100. Đó, sau đó thì em sẽ làm sao nhỉ? À, em giữ như vậy. Có những cái van thì khi mà em khóa ở cái mức độ đấy thì nó sẽ giữ được. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà cái van của em không xả ra nữa mà nó vẫn tiếp tục, cái kim của em tiếp tục đi xuống thì mình phải làm gì nhỉ? Mình phải làm gì? À, mình lại tiếp tục, mình lại bóp bóp ở cái bàn tay, ở cái chỗ này lên. Tiếp tục bóp 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 lên. Cô tiếp tục nhé. Như cô nói là chúng ta sẽ giữ như vậy thì trong vòng bao lâu? Ít nhất là trong vòng 5 phút nhé. Còn nếu mà chuẩn thì người ta sẽ giữ phải trong 10 phút rồi. 5 phút là cũng đủ. Thế sau 5 phút thì em sẽ xả ra đột ngột. Để đo huyết áp thì em sẽ làm gì nhỉ? À, em xả ra từ 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 để em xem cái nhịp đập cuối cùng hoặc là cái tiếng mà thay đổi âm sắc rất là rõ rệt cuối cùng là bao nhiêu. Đúng không? Thì đấy là đo huyết áp thông thường. Còn trong trường hợp này là mục đích của cô là sẽ để giữ cái thành mạch ở phía dưới này này, mạch máu bên trong giữ với một cái áp lực khá là cao. Sau đó thì cô xả ra đột ngột, tức là làm thay đổi áp lực đột ngột trong thành mạch, trong trong mạch. Thì nếu như cái thành mạch đấy mà kém hoặc tiểu cầu có vấn đề thì nó sẽ làm cho xuất hiện nhiều hơn. Thì đây người ta sẽ gọi là nghiệm pháp dây thắt dương tính. Vấn đề này sẽ em sẽ gặp ở những cái bệnh nhân mà bị xuất huyết là sẽ hay gặp nhá, hoặc là những cái bệnh nhân mà bị có yếu tố gì đấy mà liên quan đến giảm tiểu cầu khác. Nói chung còn xét riêng về để đánh giá về tiểu cầu thì người ta có những cái con số để mà cho thấy số lượng tiểu cầu bình thường là bao nhiêu, rồi đấy chỉ là quan sát về mặt số lượng. Còn cái đại còn có cái chỉ số mà đại diện được cho cả số lượng và chất lượng thì có thể sẽ là có đo độ dính tiểu cầu, độ ngưng tập tiểu cầu, thời gian máu chảy và thời gian co cục máu. Trong đó thì thời gian máu chảy, thời gian co cục máu là cô cũng hay thường nhắc đến với các em. Độ thời gian máu chảy mình thường hay nói là đông bảy chảy ba, đúng không? Tại sao cái này sẽ là đại diện đặc trưng cho tiểu cầu? Nhớ cho cô nhé, là cái lúc mà bắt đầu thành mạch bị tổn thương và đến khi tiểu cầu nó hình thành một cái nút tiểu cầu và sẽ làm cho thời gian máu đang chảy nó dừng lại, nó không chảy nữa, thì đó người ta sẽ gọi là thời gian máu chảy. Được không? Vậy thì cái thời gian nói đến máu chảy là người ta sẽ nói đến là cái vấn đề tiểu cầu có bình thường hay không, nhớ nhé, xem là có tiểu cầu bình thường hay không. Là khi mà nói đến thời gian máu đông là em biết là kéo dài, là em biết là người ta đang đụng đến các yếu tố đông máu. Còn nói đến thời gian máu chảy là nói đến tiểu cầu. Cứ nhớ như vậy cho cô. Còn thời gian thế nào là thời gian co cục máu kéo dài? Bình thường nếu như một cái ống máu mà em không sử dụng chất chống đông thì sau khoảng 3 tiếng đồng hồ là cái thời gian mà co cục máu hoàn toàn. Em sẽ nhìn thấy là cái cục máu nó co cục vào một phần của thành ống và thậm chí nó hơi bong ra một chút. Nhưng mà cái bề mặt của cái cục đấy nó sẽ
mình tưởng tượng là một cái ống máu này, xong rồi co cụm lại phía ngoài sẽ là vết thương, còn bên trong sẽ là cái cục máu đông, nó co lại, co rất là gọn gàng. Thì đấy là thời gian co cục máu. Còn trong trường hợp mà vấn đề về số lượng và chất lượng của nó có vấn đề thì em sẽ thấy cục máu không co hoàn toàn, tức là sau 3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy nó co, hoặc nó không co nhé, hoặc nó co nhưng mà nó lại không gọn, không co gọn được, nó co bờ, nó nham nhở và nó còn có sót những cái thành phần hồng hồng khác em vẫn nhìn thấy trong huyết tương. Thì đấy là vấn đề của tiểu cầu. Còn nói về các yếu tố đông máu thì chúng ta sẽ thường làm bốn cái vấn đề này. Đây, đây là những cái chỉ số gần đây người ta làm. Thời gian máu đông cũng không nhất thiết là bệnh nhân nào cũng làm đâu. Thường là người ta nói làm các xét nghiệm đông máu chưa, thì đây chúng ta sẽ quan tâm fibrinogen, thời gian quick hay là cái tỷ lệ PT. Còn thời gian APTT là đây. Thường là em sẽ nhìn thấy cái chữ A người ta sẽ viết nhỏ nhé. Chữ A này cô đang viết hoa thôi. Nhưng thông thường là cái chữ A sẽ là cái chữ nhỏ nhỏ người ta viết. Thì cái thời gian mà APTT là khảo sát theo con đường đông máu nội sinh. Thì em sẽ thấy là người ta để khi mà ví dụ như cái bệnh mà liên quan đến các yếu tố đông máu mà thiếu ấy, mà những yếu tố to như là 8, 9 và 11 chẳng hạn, mà trong cái bệnh hemophili chẳng hạn, thì con đường đông máu nội sinh tức là APTT em sẽ thấy nó bị kéo dài. Còn những cái vấn đề mà đông máu ngoại sinh thì thường là người ta sẽ đề cập đến yếu tố 2, yếu tố 5, yếu tố 7, những con đường đông máu ngoại sinh. Nguyên nhân của xuất huyết thì chúng ta sẽ có 3 nhóm nguyên nhân. Đấy là xuất huyết do thành mạch, do tiểu cầu và do các yếu tố huyết tương. Thế làm thế nào để chúng ta có thể định hướng được xuất huyết của 3 cái nhóm nguyên nhân này? Em nhìn thấy ở đây cho cô đấy là người ta sẽ dựa vào các triệu chứng này, dựa vào cách xuất huyết, vị trí xuất huyết, hình thái, rồi gì nhỉ, những cái xét nghiệm như là thời gian máu chảy, máu đông, số lượng tiểu cầu và một cái nghiệm pháp dây thắt. Nhìn cho cô là đối với cách xuất huyết thì chỉ có cái yếu tố đông máu thôi là nó sẽ thường xuất hiện sau va chạm. Còn thành mạch và tiểu cầu thì là xuất huyết tự nhiên. Nói điều này không có nghĩa là tiểu cầu thì do va chạm nó không bị nhé. Tức là ở những cái bệnh nhân mà đã bị xuất huyết do cả thành mạch và tiểu cầu, cái xuất huyết ban đầu của bệnh nhân là tự nhiên. Nhưng khi mà em khám thì có thể ở một số những vị trí như là bệnh nhân được lấy ven chẳng hạn, bệnh nhân được truyền dịch chẳng hạn, lấy ven chẳng hạn, thì những cái vị trí đấy đôi khi nó cũng bị xuất huyết to đậm hơn bình thường. Thì những cái trường hợp đấy sẽ là xuất huyết tự nhiên và sau cả những cái chỗ mà ở các vị trí mà có va chạm nữa. Vị trí xuất huyết thì lưu ý cho cô là chúng ta có ở thành mạch thì chỉ ở da thôi, ở tiểu cầu thì đa vị trí hơn khi có cả ở da và niêm mạc. Yếu tố đông máu thì chúng ta sẽ gặp ở cả da, ở cơ và khớp. Hình thái thì thành mạch chỉ chấm mốt thôi, ít khi mà có mạc. Nó là dạng mạc khi nào? Dạng mảng khi mà các em thấy nó bị xuất huyết quá dày và nó liên kết với nhau thì lúc đấy nó là dạng mảng. Nhưng còn cái hình thái ban đầu nó bị thì nó chỉ là dạng chấm nốt thôi. Tiểu cầu thì rất là đa dạng khi mà nó là chấm cần nốt và mảng bầm tím. Yếu tố đông máu thì chủ yếu là mảng bầm tím và cục máu. Đối với thời gian máu chảy là cái đại diện đặc trưng cho cái chỉ số mà đại diện cho tiểu cầu, nên em sẽ thấy nó bất thường ở ô tiểu cầu. Còn các giá trị khác sẽ bình thường. Thời gian máu đông thì nó là đại diện đặc trưng cho các yếu tố đông máu, thì sẽ phải bất thường ở các yếu tố đông máu. Còn lại hai ô còn lại thì nó sẽ phải là bình thường. Tương tự như vậy, tiểu cầu nó sẽ bất thường ở ô tiểu cầu, còn hai ô còn lại sẽ là bình thường. Đối với nghiệm pháp dây thắt thì em sẽ thấy nó cộng trừ nhé. Cô sẽ điểm qua một số các bệnh lý thường gặp ở mỗi cái nhóm tổn thương này để cho các em có thể nắm được. Do thành mạch tổn thương, thành mạch tổn thương trong trường hợp nào là trong bệnh lý về nhiễm khuẩn, do thành mạch dễ vỡ, viêm mao mạch dị ứng. Một bệnh lý đặc trưng đó là bệnh nhiễm trùng huyết.
Đấy, hoặc là viêm màng não do não mô cầu. Em sẽ nhìn ở đây đặt cái hình ảnh của bệnh nhân là nó dạng chấm này, dạng nốt này là chủ yếu, và cái xuất huyết này nó có hình ảnh ở giữa nó bị thâm đen hơn. Nên người ta mới gọi là ban xuất huyết hoại tử. Đó, một số cái nó hơi hình gì nhỉ? Hơi hình hình chĩa chĩa ra ngoài như thế này nên người ta mới gọi là ban xuất huyết hoại tử hình sao. Sẽ nhìn cho cô về cái bệnh lý viêm màng não do não mô cầu này. Bệnh nhân về mặt lâm sàng thì sẽ có đầy đủ các triệu chứng của một cái hội chứng màng não, như là bệnh nhân có hội chứng nhiễm trùng, tiếp đến là bệnh nhân có hội chứng màng não như này. Để xét nghiệm gọi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán thì sẽ phải dựa vào trọng dịch não tủy, thì dịch não tủy sẽ là màu đục rồi, bởi vì nó là viêm màng não do vi khuẩn thông thường chứ không phải lao, nhát lao thì nó không phải, nó lại kiểu màu vàng chanh cơ, nhưng cái này là đục. Thế thì ban đầu chúng ta chắc chắn ấy, khi mà bệnh nhân như vậy chúng ta phải sử dụng kháng sinh luôn. Thế lựa chọn kháng sinh sẽ dựa vào kinh nghiệm, bởi vì cấy dịch não tủy hoặc là làm test nọ test kia thì nhiều lúc là phải vài ngày mới ra kết quả, thậm chí rõ là do vi khuẩn nhưng mà cấy mà lại không ra được. Đó, không phải trường hợp nào cấy không ra được vi khuẩn đâu. Thế nên người ta nói là dùng theo kinh nghiệm. Vậy người ta sẽ dựa vào xem là cái có các triệu chứng gì bất thường kèm theo không. Thì đối với não mô cầu thì cái ban xuất huyết hoại tử ở đây lại là một cái chi tiết để người ta nghĩ đến, đấy là do não mô cầu gây ra. Và từ đấy người ta sẽ lựa chọn những cái kháng sinh mà phù hợp đối với điều trị não mô cầu. Một số tình huống do thành mạch dễ vỡ, đây em sẽ nhìn thấy có người cao tuổi bị thiếu những cái vitamin này. Đó, và một số người khi mà người ta bảo uống vitamin C để tăng bề thành mạch ấy, đấy, là chính là vì cái vấn đề này đây. Trong một số tình huống mãn tính như là bệnh suy gan, suy gan thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến hai vấn đề, một là sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố đông máu, thứ hai là nó cũng làm cho cái thành mạch dễ bị vỡ hơn. Đó, chú ý cho cô như vậy. Một bệnh lý nữa liên quan, cái bệnh lý này cũng là cái tình trạng mà các em sau này khi mà đi khoa huyết học các em sẽ gặp nhiều cái bệnh nhân như thế này. Tuy nhiên thì nó cũng phải phụ thuộc vào mùa, thường là sẽ mùa đông xuân sẽ gặp nhiều hơn. Đây là bệnh lý gọi là viêm mao mạch dị ứng, nhớ là viêm nhé, nhưng mà nó lại theo một cái cơ chế, người ta cho rằng đây là cơ chế dị ứng. Tên khác của nó có thể gặp đọc là Solanhenok. Đấy, bạn có thể nhìn thấy một số sách người ta sẽ viết trên cái chữ ho này có hai dấu chấm nữa là Solanhenok. Đặc điểm của nó là gì? Đặc điểm là em sẽ nhìn thấy xuất huyết nó dạng chủ yếu là dạng chấm và dạng nốt. Ở đây thì có thể thấy dạng mảng như cô nói, nhưng mà đấy là do nó bị ban đầu chỉ là chấm và nốt thôi, và nó dần dần nó nhiều quá nó liên kết thì cảm giác như là nó là mảng thôi, nhưng thực tế là nó là chấm và nốt là chủ yếu. Vị trí thì không phải là không chụp mạng bởi vì là muốn bệnh nhân được riêng tư đâu, mà cái đặc điểm của cái bệnh lý này đấy là xuất huyết dạng đối xứng hai bên ở chân, và nếu có thêm thì sẽ là ở tay. Còn nó ở người của nó chỉ gọi là dài ra một hai chấm thôi, chứ nó sẽ cùng thân người, đặc biệt là vùng ngực bụng và vùng lưng của nó thì ít, chủ yếu sẽ mọc tay và chân, rất là hay gặp ở chân. Trước đây người ta còn nói một cái hình ảnh điển hình đấy là xuất huyết dạng bốt, tức là sao em sẽ nhìn thấy bệnh nhân bị làm sao nhỉ, bị ở hai chân đối xứng và nó chủ yếu ở chân thôi nên người ta mới gọi là xuất huyết dạng bốt. Ngoài cái tình trạng xuất huyết ra thì bệnh nhân có thể bị tổn thương ở khớp, ở tiêu hóa và đặc biệt là tổn thương ở thận. Còn một số triệu chứng này thì em đọc thêm thì nó không phải là quá lăn tăn bởi vì nó không thực sự điển hình cho bệnh. Thế đối với vấn đề của khớp thì sao? Thì hay gặp là khớp gối. Bệnh nhân có thể đau sưng, tràn dịch, hạn chế vận động vân vân. Đúng như kiểu của bị viêm ở khớp. Nhưng nhớ cho cô đây là tình trạng viêm mà không phải do vi khuẩn gây bảo. Do đó nó không có tạo mủ, hoặc nó cũng không giống như một số các trường hợp mà bị xuất huyết ở trong khớp. Cái này là khác với bệnh tí nữa, có những cái bệnh lý mà nó bị xuất huyết ở khớp thì là khác nhé. Còn đây là nó bị gây ra cái tình trạng viêm theo cơ chế dị ứng. Thì cái dịch này nó chỉ là dịch, mình hiểu là nó không có mủ, cũng không có fibrin. Đó. Nên là khi mà nó khỏi thì nó không để lại di chứng. Tức là không, bệnh nhân của em sẽ không bị cứng khớp, không bị hạn chế vận động.
Đối với tiêu hóa thì đôi khi các em sẽ thấy ở trong một cái khoa mà điều trị cho trẻ em chẳng hạn, bệnh nhân nhiều lúc đau bụng rất là dữ dội mà chúng ta sẽ phải phân biệt với những cái cơn đau bụng ngoại khoa, nhiều lúc sẽ phải cho bệnh nhân đi siêu âm bụng, đấy, rồi hội chẩn cái bác sĩ ngoại khoa xem vấn đề như thế nào. Còn với vấn đề về thận thì đấy chính là những cái biểu hiện của bệnh nhân bị viêm thận, như là bệnh nhân có phù, tăng huyết áp và đái máu, có thể nhẹ tạm thời nhưng có những bệnh nhân bị dai dẳng. Và ở một bệnh nhân bị sụn lên hay nốc mà không có tổn thương ở thận thì tiên lượng của bệnh nhân tốt hơn rất nhiều với những bệnh nhân mà lại có tổn thương ở thận. Thế đấy lưu ý nhé, là bệnh nhân nào mà em thấy có tổn thương ở thận thì cái phác đồ điều trị cũng như là cái quá trình theo dõi bệnh nhân phải kéo dài hơn rất là nhiều. Liên quan đến vấn đề chẩn đoán của bệnh nhân này thì nhớ cho cô đến các bệnh nhân, một số bệnh của chúng ta đa phần là chúng ta sẽ có một cái tiêu chuẩn vàng. Cô lấy ví dụ như với bệnh nhân mà bị giảm tiểu cầu chẳng hạn thì chẩn đoán tiêu chuẩn vàng sẽ là số lượng tiểu cầu giảm, đúng không? Rồi ví dụ như bệnh nhân mà bị đau dạ dày, đau cái vùng thượng vị và em chẩn đoán là viêm dạ dày thì cái tiêu chuẩn vàng của chúng ta sẽ là gì? Tiêu chuẩn vàng của em sẽ là cái nội soi dạ dày có hình ảnh tổn thương ở vùng niêm mạc. Thế còn đối với bệnh sulen hay nốc này thì nó không có một cái xét nghiệm vàng nào cả, và các xét nghiệm của nó là các xét nghiệm loại trừ. Cụ thể đấy là khi mà người ta khảo sát các yếu tố về tiểu cầu thì hoàn toàn bình thường, và người ta khảo sát đông máu cũng hoàn toàn bình thường, HB có thể giảm hoặc là mật cho mono có thể tăng nhẹ một chút nhưng nó không thực sự điển hình. Đấy, thì với những cái bệnh nhân mà các xét nghiệm về cầm máu và đông máu, đông cầm máu nhé, xét nghiệm đông cầm máu hoàn toàn bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ đến bệnh Sulandhinop với vị trí xuất hiện như vậy, và với các xét nghiệm cầm đông máu hoàn toàn bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ đấy là do bệnh Sulandhinop. Thế nhưng với những bệnh nhân này thì sẽ phải làm thêm xét nghiệm gì? Như cô nói rồi đúng không? Chúng ta phải quan tâm đến tình trạng thận của bệnh nhân, xem bệnh nhân có bị bất thường trong nước tiểu hay không. Nếu như bệnh nhân có hồng cầu, protein niệu thì sẽ chẩn đoán thêm đó chính là bệnh nhân bị viêm thận trên sulen. Và lúc đấy thì cái phác đồ điều trị nó sẽ phải thêm khá thuốc, chứ không đơn giản chỉ là những cái thuốc điều trị có thể chỉ mang tính chất dị ứng như trong bệnh sulen thường khác. Nhóm bệnh lý do tiểu cầu, chúng ta có những cái rối loạn về số lượng và rối loạn về chất lượng, thể ngoại biên hoặc là tại bản thân cơ quan sinh ra tiểu cầu, tủy xương, rối loạn về chất lượng như bẩm sinh, mắc phải. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là do nhiễm khuẩn, thì có thể do gì nhỉ? Vi khuẩn, có thể do virus. Đó, thì hôm trước trên lâm sàng cô gặp một em bé đấy là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em bé đấy là 12 tuổi. Lưu ý cho cô nhé, em bé xin cô xin lỗi, em bé 9 tuổi. Tình trạng vào viện là em bé sốt ở ngày thứ 8, cứ mỗi ngày sốt khoảng vài ba cơn. Đó. Thì khi khám thì thấy có biểu hiện là nó phải chấm xuất huyết. Thì với mùa này thì em biết rồi, vừa sốt vừa chấm xuất huyết đúng không? Xét nghiệm thì đấy đúng là có tiểu cầu có giảm giảm thật. Đó là người ta chúng ta sẽ nghĩ đến là có phải là sốt xuất huyết hay không, nhưng mà thử test sốt xuất huyết thì lại âm tính hoàn toàn. Tiếp đến là làm về vi khuẩn thì người ta thấy rằng là bạch cầu tăng cao và CRP tăng rất là cao. Vậy thì với những bệnh nhân đấy chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái tình trạng sốt huyết đấy là do cái tình trạng nhiễm khuẩn gây ra, chứ không phải là với cái tình trạng sốt xuất huyết thông thường. Và bệnh nhân được điều trị theo hướng là dùng kháng sinh phổ rộng thì dần dần bệnh nhân cắt được cơn sốt tốt hơn rất là nhiều. Một số vấn đề khác liên quan đến việc giảm tiểu cầu, các em sẽ thấy là khi người ta sử dụng thuốc này hoặc là những cái vấn đề liên quan đến miễn dịch. Thì ở đây các em nhìn và cô sẽ giới thiệu với các em một cái bệnh lý là giảm tiểu cầu tự miễn. Cái bệnh lý này cũng là cái bệnh lý khiến bệnh nhân thường nhập viện, đây cũng là cái bệnh lý thường gặp.
Bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn là gì? Các em sẽ thấy bình thường trong cơ thể chúng ta tạo ra các kháng thể. Mục đích là để phát hiện ra các yếu tố lạ, đúng không? Sau đấy thì kháng thể bám vào và sẽ hoạt hóa những cái bộ phận để mà tiêu diệt những yếu tố lạ đấy. Thì trong trường hợp mà bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu đấy, trong cơ thể bệnh nhân tự nhiên nó sinh ra những cái kháng thể, nó nhận thay vì nhận các yếu tố lạ thì nó lại nhận ra là hồng cầu của cơ thể là cái lạ. Lúc đấy thì nó bám vào, nó làm cho tiểu cầu của bệnh nhân, cô xin lỗi là tiểu cầu nhá, tiểu cầu mặc dù người ta nhìn như thế này thôi nhưng mà tròn tròn dẹt dẹt, cảm giác hiện tượng hồng cầu chứ không phải đâu nhá, như là tiểu cầu hết nhá. Tức là đáng ra phải nhận biết là các yếu tố lạ thì nó lại nhận biết tiểu cầu là lạ, và thế là nó bám vào và làm cho tiểu cầu của chúng ta bị giảm đi. Thì với trường hợp này thì lưu ý cho cô về mùa thì người ta cũng hay gặp vào mùa đông xuân nhiều hơn. Mùa này tức là mùa hè của chúng ta thì sẽ tỷ lệ sẽ giảm đi này, nhưng mà mùa đông xuân thì tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Hình thái thì nhớ cho cô là nó có đầy đủ đặc điểm của một cái xuất huyết giảm tiểu cầu. Nhớ cho cô là thế nào là xuất huyết giảm tiểu cầu nhé. Xuất huyết giảm tiểu cầu khi người ta nói là anh có nghĩ đây là xuất huyết giảm tiểu cầu hay không? Đó, thì nghĩ này, xuất huyết giảm tiểu cầu là tự nhiên, đa hình thái ở cả da và niêm mạc, có thể ở cả nội tạng nữa nhé. Xuất huyết tự nhiên, đa hình thái, đa vị trí. Còn nếu như bệnh nhân giả sử như có thiếu máu thì nó chỉ tương ứng với mức độ xuất huyết thôi. Cái điều này sẽ giúp các em để phân biệt là cái xuất huyết ngoại biên với một cái xuất huyết ở vùng trung tâm, tức là xuất huyết do tủy xương ấy. Xuất huyết do tủy xương thì nhiều lúc nó liên quan đến vấn đề của suy tủy, mà thường thì suy tủy nó thường ít khi mà giảm, chỉ mỗi dòng tiểu cầu lắm, thường nó sẽ giảm có thể là hai hoặc thậm chí cả ba dòng của máu. Thì lúc đó thì bệnh nhân sẽ có các triệu chứng của thiếu máu, nhưng rõ ràng cái thiếu máu trong cái bệnh lý của tủy xương thì nó sẽ phải mạnh hơn rất là nhiều so với tình trạng của xuất huyết của bệnh nhân có. Đấy, thế nên cái câu này người ta mới có ý nghĩa là như vậy, là thiếu máu tương đương với mức độ xuất huyết. Đối với cận lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy là đối với xét nghiệm cầm máu, đông máu và cầm máu, đông máu ở phía dưới thì bình thường và cầm máu sẽ bất thường. Khi chúng ta có số lượng tiểu cầu giảm, độ tập trung cũng giảm và thời gian co cụm máu thì lại bị kéo dài. Trong công thức máu thì lưu ý cho cô là chúng ta sẽ có bạch cầu bình thường, huyết sắc tố giảm. Nếu như mà bị xuất huyết nhiều trong tủy đồ thì để cho thấy rằng đây là vấn đề của ngoại biên là gì chứ không phải vấn đề của tủy xương. Thì trong tủy đồ thì rõ ràng do bên ngoại biên nó bị giảm nên tủy đồ thì nó đang phải tăng sinh rất là nhiều của cái bằng mẫu tiểu cầu này hơn, để cho thấy là đây là vấn đề của ngoại biên. Chứ còn nếu như bên ngoài giảm mà bên trong tủy đồ cũng giảm cái mẫu của tiểu cầu thì nó lại thuộc về yếu tố của tủy đồ rồi, đúng không, của tủy xương mất rồi. Nhưng mà ngoại biên giảm mà ở bên trong tủy đồ nó đang tăng sinh rất là mạnh để nó bù lại với cái lượng thiếu đấy thì đấy không phải là vấn đề của tủy. Đấy, còn trong nguyên nhân của tủy xương là chúng ta có trường hợp đấy là gì nhỉ? Suy tủy và những cái trường hợp những cái tế bào ác tính nó thâm nhiễm ở trong tủy như bạch cầu cấp và những cái vấn đề mà ung thư các tế bào khác như căn bào tủy. Cô sẽ nói về vấn đề suy tủy và bạch cầu cấp nhé. Suy tủy thì tùy thuộc cái dòng mà nó bị suy mà nó có thể xuất hiện những cái vấn đề. Như là nếu như mà cái dòng bạch cầu mà có vấn đề thì nó sẽ dẫn đến cái hội chứng nhiễm trùng. Dòng hồng cầu thì sẽ là dẫn đến hiệu chứng thiếu máu. Còn đương nhiên với bài hôm nay của chúng ta đó là hội chứng xuất huyết do nó giảm hồng cầu, do cái căn nguyên là cái nhà máy sản xuất của chúng ta bị vấn đề. Cái các xét nghiệm thì em sẽ thấy là các chỉ số nó đều giảm. Quan trọng, cái xét nghiệm quan trọng đây chính là cái xét nghiệm quan trọng, chính là cái chỉ số về tủy đồ. Em sẽ thấy là số lượng tế bào suy giảm nhiều và nhớ cho cô là không có tế bào ác tính. Hồng cầu lưới cũng bị giảm, tức là cái số lượng tế bào dòng mẫu tiểu cầu cũng bị giảm. Và khi mà người ta làm mô bệnh của tủy xương thì người ta sẽ thấy là tủy có khoang sinh máu, khoang vu và nó bị tổ chức mỡ nó lấn vào trong đó. Không thấy hoặc là vì những ít những cái tế bào dòng hạt
nguyên mẫu hồng, mẫu tiểu cầu nguyên hồng cầu. Còn các xét nghiệm đông máu thì sao? Nếu cho cô là các xét nghiệm về đông máu thì sẽ bình thường, còn các xét nghiệm về cầm máu mới là kéo dài. Nhớ nhé, thời gian máu chảy, thời gian co cục máu sẽ bị kéo dài. Đây, với bệnh bạch cầu cấp thì em sẽ thấy một số những triệu chứng khá là giống với xuyên tụy, bởi vì bản chất của nó cũng sẽ dẫn đến những cái vấn đề đấy là nhiễm trùng, là xuất huyết và thiếu máu, rất là giống. Toàn thân chán ăn mệt mỏi vân vân thì cái suy tủy cũng thế nhá, không mình không tính là khác ở đây, nhưng mà cái giống này là cái hội chứng này rất là giống. Nhưng bạch cầu cấp sẽ có thêm một cái hội chứng nữa mà em sẽ thấy nó đặc trưng cho bệnh lý này, đó là đối với bệnh bạch cầu cấp thì nó sẽ tăng sinh những cái tế bào ác tính, và cái tế bào này nó có thể lấn át vào những cái tổ chức, ví dụ nó sẽ làm cho hạch, lách và gan to, thậm chí là có thể u da và phì đại lợi, là có hội chứng thâm nhiễm nhé. Còn cái vấn đề mà lách họng, hoại tử vân vân này thì nó liên quan đến vấn đề, thường liên quan đến vấn đề nhiễm trùng. Cái này trong suy tủy các em cũng thể gặp. Liên quan đến xét nghiệm thì sao? Xét nghiệm thì công thức máu thì cũng không cần nhắc lại. Nhưng đối với tủy đồ thì cũng là một cái để mà tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lý này. Khác với bệnh suy tủy, trong suy tủy lúc nãy còn nhớ là gì nhỉ? À, số lượng tế bào tủy, tổng cái số lượng nói chung thì giảm. Trong khi bên này thì số lượng tủy, các tế bào tủy thì nó lại tăng sinh rất là nhiều. À, thì cái vấn đề của nó ở đâu? Cái vấn đề nó ở cái chỗ này. Đây, cô lấy cái bút ra để cô vẽ đi cái hình cho các em dễ tưởng tượng. À đây, nó khác nhau là gì? Bình thường những cái công thức tủy đồ ấy, thì những cái tế bào non nó sẽ chiếm cái phần trên này, còn những cái tế bào trưởng thành thì nó sẽ chiếm cái phần này, tức là chủ yếu sẽ phải là tế bào trưởng thành, còn cái tế bào non thì chiếm tỷ lệ ít thôi. Trong khi bệnh bạch cầu cấp thì em sẽ thấy cái số lượng tế bào tủy thì nó nhiều hơn mức bình thường, nhưng vấn đề quan trọng của nó lại là những cái tế bào ác tính, tức là tế bào non, thì nó dòng bạch cầu nó sẽ chiếm tỷ lệ lớn, và cái tỷ lệ này nó áp đi hẳn những cái dòng khác như là dòng hồng cầu, dòng bạch cầu, à, dòng hồng cầu và tiểu cầu sẽ bị áp đi rồi, và nó rất kém biệt hóa, nó không trưởng thành, chủ yếu nó chỉ ở dạng non thôi, và do đó nó dẫn đến những cái hội chứng mà mình gặp trên lâm sàng. Lưu ý nhé, đây là cái khoảng, người ta còn dùng cái từ là khoảng trống bạch cầu, tức là gì nhỉ? À, người ta chỉ thấy cái tế bào non thôi, còn cái tế bào trưởng thành rất là ít. Người ta gọi cái hiện tượng này là khoảng trống bạch cầu. À, cái lưu ý cho cô là như vậy. Cái số lượng tế bào thì nhiều, nhưng chủ yếu là những tế bào ác tính, tế bào non, và nó lấn át đi các dòng tế bào khác như là nguyên hồng cầu hoặc là dòng mẫu tiểu cầu thì bị giảm đi rất là nhiều. Còn bản thân trong cái dòng bạch cầu thì nó lại chủ yếu là dạng non thôi, còn nó rất kém biệt hóa, rất kém trưởng thành. Có những cái bệnh lý mà liên quan đến gì nhỉ? À, có những cái bệnh lý mà liên quan đến giảm về cái chất lượng của tiểu cầu. Tại sao người ta lại nghĩ đến những bệnh lý này? Thì chúng ta sẽ cùng quan sát cái một cái đặc trưng như là bệnh Lanzmann. Thì lưu ý cho cô về lâm sàng thì nó có đầy đủ các triệu chứng của xuất huyết giảm tiểu cầu. Nhớ cho cô nhé, có đầy đủ triệu chứng xuất huyết giảm tiểu cầu. Rồi người ta khảo sát các yếu tố đông máu thì bình thường, rõ ràng nó phải là của tiểu cầu chứ đúng không? Thế thì khi mà khảo sát về tiểu cầu em sẽ thấy là về mặt số lượng và hình thái nó bình thường, trong khi các chỉ số khác mà đại diện cho tiểu cầu ấy như là thời gian máu chảy này và thời gian co cục máu này thì nó lại bị kéo dài mất. Lưu ý cho cô là gì nhỉ? À, thì lưu ý cho cô là khi mà rõ ràng là cái vấn đề mình đã xác định do tiểu cầu rồi. Cụ thể là đây là em sẽ thấy nó có đặc điểm lâm sàng của giảm tiểu cầu. Sau đó thì khảo sát các yếu tố đông máu cũng bình thường, đúng không? Thì nó sẽ phải liên quan đến số lượng và chất lượng rồi. Nên xem số lượng thì thế nào. Số lượng thì thấy giảm, số lượng thì thấy bình thường, trong khi các chỉ số khác lại bị kéo dài. Vậy thì chỉ có một yếu tố, đó chính là về chất lượng của tiểu cầu của vấn đề.
một số những cái mà tiểu cầu bị mắc phải như là sử dụng các thuốc ở đây. Trên lâm sàng chúng ta sẽ hay gặp cái nhóm mà gì nhỉ? Chống viêm nonsteroid. Còn một số những cái thuốc này thì đấy là tác dụng phụ thôi, chứ nó không phải là cái thường gặp của các thuốc này. Do các nguyên nhân huyết tương thì em sẽ nhìn cho cô, đó chính là những cái vấn đề bẩm sinh và mắc phải. Mắc phải ở đây sẽ liên quan đến cái suy gan hoặc là thiếu vitamin K. Còn trong trường hợp bẩm sinh thì người ta sẽ thường nhắc đến đấy là cái bệnh mà gây ra các yếu tố đông máu nội sinh, đấy là hemophilia. Như ở đây em nhìn thấy bệnh hemophilia là gì? Về mặt hình ảnh thì em sẽ nhìn thấy là bình thường khi mà cái thành mạch mà bị tổn thương, bị xuất huyết ra ngoài thì nó sẽ phải hình thành một cái cục máu đông. Đấy là người khỏe mạnh. Còn những người mà mang bệnh hemophilia thì nó không thể hình thành được cục máu đông, do đó cái tình trạng máu chảy của người ta nó rất là gì nhỉ? Kéo dài hơn so với bình thường. Máu chảy máu đông nó kéo dài hơn bình thường của chúng ta rất là nhiều. Đấy, tức là chảy máu nó không cầm rồi. Thế với bệnh lý này thì nó sẽ là một bệnh gen lặn, di truyền, bệnh lý di truyền rồi. Nó là gen lặn và nó nằm trên nhiễm sắc thể X. Do đó, cái biểu hiện xảy ra sẽ ở trẻ trai. Và khi em hỏi thì sẽ là tiền sử bên gia đình cái di truyền chéo. Là mẹ thì không biểu hiện nhưng trong gia đình bên ngoại, ví dụ ông ngoại, cậu tức là em mẹ này, hoặc là bác trai các anh của mẹ, rồi những cái anh em họ hàng là trai anh em bên họ ngoại thì có nhiều bé, hoặc là giả sử bé này mà lại có em trai hoặc anh trai chẳng hạn cũng có các triệu chứng tương tự, thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến bệnh hemophilia. Thì nó có thể là do thiếu yếu tố 8, yếu tố 9 hoặc 11. Thì khi nào? Thì khi 8 sẽ gọi là hemophilia A, 9 sẽ là hemophilia B, yếu tố 11 sẽ là hemophilia C. Đó, hemophilia thì cái hemophilia C thì ít, chủ yếu chúng ta sẽ hay gặp cái hemophilia A và B. Lưu ý là bệnh nhân sẽ ngoài những cái vấn đề xuất huyết mà chúng ta có thể nhìn thấy thì có những cái tình trạng mà xuất huyết nó nguy hiểm hơn, đấy chính là các khối máu tụ, nó có thể gây ra những cái tình trạng như thế này. Đấy. Và đặc biệt đối với những người này thì người ta cái việc mà chăm sóc khi mà bị chấn thương khớp sẽ rất là quan trọng, bởi vì khi em biết là khi mà cái khớp nó bị xuất huyết ra, nhớ nhá, khi mà khớp mà bị xuất huyết thì nếu như mình không cố định tốt thì tiếp tục máu nó sẽ bị xuất huyết nhiều hơn, và lúc đấy thì khi mà bệnh nhân khỏi thì nó khác với bệnh Sjögren hay nấc vung đậy, do nó có máu bên trong đấy thì nó sẽ để lại những cái sợi fibrin, đúng không? Và bệnh nhân sẽ bị cứng khớp, dính khớp, cứng khớp và hạn chế vận động, để nó rất là ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân. Một cái nhóm bệnh là do gì nhỉ? Không phải là do thiếu các yếu tố như vừa xong mình nói, mà là do bệnh nhân mình tạm hiểu là mắc phải, ví dụ như thiếu vitamin K này, có bệnh suy gan này. Những yếu tố này các em có thể về đọc thêm tài liệu cũng như đọc thêm cái slide mà cô ghi cho các em nhé. Thì lưu ý là những cái trường hợp sớm và kinh điển đôi khi là mình không gặp nhiều, trừ khi là sau này các em làm ở khoa sơ sinh, đúng không? Còn những cái trường hợp mà các bạn khác, đấy là những cái tình huống mà muộn hơn này. Đấy là khi bệnh nhân gặp những bệnh nhân mà sao nhỉ? Bệnh nhân mẹ sẽ nói là bình thường con vẫn đang bú mẹ rất là tốt. Tuy nhiên có một hôm thì con khóc thét lên và nó bỏ bú, da của nó trông xanh nhợt đi chẳng hạn. Thì những cái trường hợp đấy em phải tiên lượng đến những cái vấn đề là xuất huyết nội sọ do thiếu vitamin K. Vậy thì với những em bé mà bị xuất huyết thì cái bao giờ lúc nào bao giờ người ta em cũng sẽ thấy là người ta sẽ điều trị bằng vitamin K cho trẻ. Nói tóm lại thì các em sẽ thấy xuất huyết sẽ là một tình trạng máu thoát ra khỏi thành mạch. Đó, và có thể do mạch bị tổn thương hoặc không bị tổn thương nhé. Các hình thái xuất huyết thì chúng ta có xuất huyết ở da, xuất huyết ở niêm mạc, ở nội tạng, ở cơ khớp. Đó, các nhóm xét nghiệm thì có các nhóm xét nghiệm liên quan đến cầm máu, đông máu. Đúng không? Có nhớ không? Xét nghiệm liên quan đến cầm máu, tức là mình đang muốn nói đến vấn đề của tiểu cầu ấy. Thì cứ nhớ cho cô liên quan đến tiểu cầu thì chúng ta có số lượng tiểu cầu này, rồi chúng ta có thời gian có cục máu bị kéo dài, đúng không?
Thì đấy chính là những cái vấn đề của tiểu cầu. Còn những cái vấn đề của đông máu, những cái mà hay làm đấy là gì? Là PT, APTT, đúng không? Hoặc có thể định lượng thêm fibrinogen. Có thể có một số tình huống đặc biệt như trong các bệnh mà người ta sợ yếu tố mà đông máu gây tắc mạch thì có thể người ta làm D-dimer đó. Đấy là một cái yếu tố mà dạng hóa của các thành phần fibrinogen. Các em có thể căn cứ vào những vấn đề đó. Còn đây là một cái bảng, cô lại nhắc lại. Đây là một cái bảng gọi là có từ rất là lâu rồi. Nhưng mà nó còn nguyên giá trị, chứ nó không bị sai về giá trị thế nào. Và đây chính là cái mà sẽ giúp các em khi mà em nhìn thấy cái đặc điểm xuất huyết, để em nghĩ được đấy là do thành mạch, do tiểu cầu, hay em hướng đến là do các yếu tố đông máu. Mỗi một cái nhóm thì nó sẽ có những cái đặc điểm riêng. Đó, em sẽ nhìn cho cô nhé. Rồi như vậy là cô kết thúc cái bài về hội chứng xuất huyết và hoàn thành về mặt lý thuyết hai bài là hội chứng thiếu máu và hội chứng xuất huyết trên lâm sàng. Các em sẽ đọc thêm tài liệu để biết rõ về hai hội chứng này nhé. Còn chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng tầm 15 phút. Sau đó thì cô sẽ quay trở lại và cô ra để giúp các em biết được là đấy là về mặt gì nhỉ? À đấy là về mặt lý thuyết. Thế còn khi khám thì chúng ta sẽ khám những cái triệu chứng gì? Chúng ta hỏi cái gì đối với trẻ hoặc là đối với những cái bệnh nhân lớn nhé. Tức là theo đồng hồ của cô sẽ là 5:30 thì cô sẽ tiếp tục Dạ vâng ạ. quay lại giảng cho lớp nhé. Dạ vâng ạ. Ví dụ như cô hỏi là em khám xong em kết luận như thế nào? Em khám là em kết luận là thưa cô, da niêm mạc bệnh nhân bình thường, tức là em không nhận định là có thiếu máu của bệnh nhân này. Chẳng hạn như vậy, cô sẽ hỏi thêm là thì nếu như trong thiếu máu thì da và niêm mạc của bệnh nhân có thể bị biến đổi như thế nào? Đúng không? Thì như vậy chắc cho cô là các em cũng sẽ phải vẫn trả lời được. Ví dụ da của bệnh nhân thưa cô là da bệnh nhân xanh, niêm mạc nhợt chẳng hạn. Còn nếu mà trong bệnh nọ bệnh kia thì có thể da và niêm mạc có thể bị biến đổi như thế này. ABC. Đấy là khi mà em trả lời được toàn diện như vậy thì chắc chắn là điểm của em sẽ là điểm giỏi rồi. Chứ không chỉ dừng lại ở mỗi điểm gọi là thao tác. Nếu mà gọi là thao tác xong thì nhiều lúc chỉ được điểm khá thôi. Còn muốn giỏi thì chỉ cần mình nắm thêm những cái triệu chứng như cô đã dạy ở trong cái bài mà cô giảng như thế này. Những cái phần nào cần phải đọc cô có thể hỏi thêm. Chúng ta chắc chắn phải đọc nhé. Hoặc là ví dụ liên quan đến hội chứng xuất huyết chẳng hạn. Thì cô sẽ hỏi thêm đấy là gì nhỉ? À hội chứng xuất huyết thì em khám là em làm những phát căng da rồi đúng không? Thì thấy nó không mất rồi. Em hỏi gì? Bởi vì có những cái ví dụ nốt ruồi chẳng hạn, căng da thì cũng làm sao? À cũng căng da cũng không mất thì chẳng nhẽ là em cũng gọi đấy là xuất huyết sao? Đúng không? Vậy thì khi mà em nhìn thấy như vậy thì em khám gì và em hỏi gì cho bệnh nhân? Thì những cái đấy sẽ là chính là những cái câu hỏi mà cô sẽ đặt ra. À vậy thì sẽ là cái phần mà gì nhỉ? À, gần như là cô cho sẵn luôn cái câu hỏi của cô rồi đấy. À, mình sẽ ôn tập về cách khám và mình ôn tập thêm cả cái phần lý thuyết như cô vừa nói. Còn về cái phần xét nghiệm vân vân thì cô sẽ không hỏi đâu. À, cái đấy sẽ dành để khi nào đi lâm sàng là chúng ta sẽ dựa vào bệnh nhân cụ thể và chúng ta bình bệnh án, xem các chỉ số cụ thể của bệnh nhân xong. Còn hiện tại mà khi mà các em học thì bao giờ cô cũng sẽ quan trọng những cái vấn đề như cô vừa nói với các em xong nhé. Đầu tiên là hội chứng thiếu máu này, thì phần này cô sẽ không nhắc lại nữa. Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ có các triệu chứng cơ năng, các triệu chứng thực thể. Thì nhìn chung là các triệu chứng cơ năng của bệnh nhân nó chỉ là triệu chứng gián tiếp thôi, chứ nó không phải là cái triệu chứng trực tiếp để cho em thấy là bệnh nhân của em đang có thiếu máu. Vậy thì chúng ta sẽ phải căn cứ vào các triệu chứng thực thể. Trong triệu chứng thực thể thì bao giờ cũng nhớ cho cô đánh giá toàn trạng của bệnh nhân trước nha. Đánh giá toàn trạng của bệnh nhân trước đã. Sau đó thì chúng ta sẽ đi đến những cái triệu chứng cụ thể hơn.
Và các triệu chứng toàn trạng là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đánh giá nhanh, xem bệnh nhân có những cái biểu hiện nguy hiểm đến tính mạng hay không để chúng ta xử lý trước. Sau đó thì chúng ta mới đánh giá các triệu chứng trực tiếp hơn. Còn cái triệu chứng toàn trạng thì cũng chưa phải là cái triệu chứng trực tiếp. Cái triệu chứng trực tiếp hơn chính là cái phần da niêm mạc lưỡi. Còn cái lông tóc móng thì nhớ cho cô, để ảnh hưởng đến lông tóc móng phải là một cái thiếu máu kéo dài. Nhớ nhé, là một cái thiếu máu kéo dài mà không được điều trị, hoặc có điều trị nhưng mà nó không bù được với cái lượng màu máu bệnh nhân bị mất, thì nó mới ảnh hưởng đến lông tóc móng. Và cái triệu chứng này bao giờ nó cũng phải đi sau những cái triệu chứng này. Thế còn nếu như bệnh nhân của em mà chỉ bị tóc trông rất là sơ, rất là gãy rụng, trong khi da và niêm mạc hồng, lưỡi bệnh nhân cũng bình thường, thì cái đấy có thể nó liên quan đến cái vùng tổ chức da đầu của bệnh nhân, hoặc là do bệnh nhân sử dụng những cái phương thức như là uốn, duỗi, nhuộm vân vân, tức là bị tác động bởi hóa chất là rất là nhiều thì nó mới ảnh hưởng đến cái tóc. Tương tự móng cũng như vậy, móng là em thấy khi mà ảnh hưởng thì tóm lại là các triệu chứng da niêm mạc này các em phải thấy rất là rõ rồi. Còn xét riêng về móng thì phải là gần như tất cả các móng, các đầu ngón tay đều bị. Đấy, chứ còn nếu như móng mà chỉ bị ở một móng, chỉ bị một ngón tay thôi, còn các ngón còn lại thì các móng rất là tốt chẳng hạn, thì đấy cũng không phải là triệu chứng của thiếu móng, mà nó chỉ là vấn đề của cái móng đấy thôi. Có thể bị viêm do vi khuẩn, có thể là do nấm, vân vân, nó thuộc vấn đề của móng. Cái lưu ý cho cô là đây là các triệu chứng mà các em sẽ phải học thuộc. Ví dụ cô hỏi là trong thiếu máu thì toàn trạng có thể bị biến đổi như thế nào, thì em sẽ trả lời là gì nhỉ? À, thiếu máu thường mức độ nhẹ thì nó không bị ảnh hưởng đến toàn trạng, nhưng thiếu máu từ mức độ trung bình mà nó thiếu máu gì nhỉ, tốc độ nhanh, hoặc là bệnh nhân bị thiếu máu từ nặng chẳng hạn, thì chắc chắn toàn trạng bệnh nhân nó có thể rơi vào tình huống là gì nhỉ, kích thích vật vã hoặc ly bì, hôn mê. Đối với tuần hoàn, khi mà mất máu mà gây ra những cái triệu chứng tiền sốc và sốc, thì em sẽ thấy rằng là nhịp tim nhanh, huyết áp thì giảm, thậm chí là không đo được, chắc chắn bệnh nhân sẽ khó thở. Thì đấy chính là cái câu trả lời về toàn trạng hô hấp có thể bị biến đổi. Đối với da niêm mạc thì lưu ý cho cô này, da thì vị trí em khám ở vùng da mỏng, nó màu trắng, tức là ít chịu ảnh hưởng của thời tiết. Bình thường em sẽ miêu tả da bình thường và niêm mạc hồng. Trong thiếu máu thì sẽ là da xanh và niêm mạc nhợt. Mức độ từ từ hoặc đột ngột là tùy thuộc vào cái nguyên nhân gây bệnh, đúng không? Còn có thể kèm theo khi nào? Để em sẽ nhìn đây. Nếu trong bệnh nhân mà bị thiếu máu mà do tan máu thì sẽ là da vàng. Còn nếu như trong các bệnh lý mà như là bệnh lý em sẽ thấy như bệnh suy thận kéo dài, đúng không? Những cái bệnh nhiều nhân như vậy thì cái màu sắc da của bệnh nhân nó không chỉ xanh đâu mà nó còn bị sạm cơ. Hoặc bệnh ung thư chẳng hạn thì nó còn bị sạm chứ không phải mỗi chỉ là da xanh. Đối với lưỡi thì sẽ bị biến đổi thế nào? Đây là cái phần mà thi nhé, nên là cô lại nhắc lại để cho các em rõ hơn. Nên là các bạn nào mà thấy những cái phần mà slide của cô chưa có, bây giờ cô nói rõ hơn thì các em nên viết lại. Còn lưỡi thì sẽ bị biến đổi như thế nào? Lưỡi thì bình thường sẽ là màu hồng đỏ. Trong thiếu máu thì nó sẽ nhạt màu. Còn tùy thuộc nguyên nhân thì nó sẽ triệu chứng khác nhau, nhưng chủ yếu sẽ nhạt màu mà mất đi gai lưỡi, có thể có vết hàn răng. Nhạt màu này, mất gai lưỡi là có thể vết hàn răng này. Cái này sẽ gặp nhiều ở đâu? Sẽ gặp ở những cái bệnh nhân mà bị thiếu máu thiếu sắt thì sẽ làm cho cái gai lưỡi nó bị vòng lên rất là nhiều. Chờ cô một chút, cô nghe cục điện nhé. Alo bố à? Vâng, con đang giảng đấy. Bố nói nhanh. Vâng. À, chắc là bố chạm vào cái ô ở ngoài đấy. Bố kéo cái mà chấm ấy, bố kéo xuống hoặc là bố mở cái chấm ra xem có cái chỗ mà chuông ấy, bố chạm vào đấy rồi đấy, thế nên là nó lại bị mất chuông đấy. Để con chụp lại cái màn hình con gửi cho bố và bố biết nhá.
Rồi cô giảng tiếp này. Cái lưỡi sẽ gặp trong trường hợp mà bị thiếu máu thiếu sắt sẽ là nhạt màu và bị mất gai lưỡi rất là rõ. Trong thiếu máu thiếu sắt thì nó sẽ tình trạng này rõ hơn. Còn tùy thuộc nguyên nhân thì nó sẽ có thể có những cái biến đổi khác. Như các em nhìn thấy ở đây là trong trường hợp mà bị nguyên nhân về nhiễm trùng chẳng hạn, những cái bệnh nhân mà bị nhiễm trùng kéo dài ấy, thì thường sẽ kèm theo bự bẩn, tức là cái lưỡi của nó có những cái lớp mà các em thường dùng cái từ rêu, tức là trong cái lưỡi khi mà người ta lè ra là không phải là màu nhợt đi đâu, mà lúc đấy trên bề mặt cái lưỡi nó sẽ có một cái bờ, cái lớp trắng trắng đấy, thậm chí là hơi thở có mùi hôi lại càng chính xác về hội chứng nhiễm trùng. Tiếp đến là em sẽ nhìn xuống là ở đây khi nào thì nó sẽ bị đỏ lừ và dài lên. Đấy là trong một cái tình huống là thiếu máu bước mê. Với thiếu máu bước mê thì bệnh nhân lúc này cái lưỡi nó rơi vào tình huống nó bị viêm. Khi viêm thì nó sẽ còn đỏ hơn chứ không phải là nhạt màu đi, mà nó bị viêm nó đỏ lên. Và bệnh nhân còn có cảm giác như là bệnh nhân bị làm sao nhỉ? À, bị rát lưỡi. Vậy thì nên bệnh nhân ăn sẽ rất là đau. Ở một số những tình huống khác như là trong thiếu máu mà do bị tan máu thì cái hãm ở dưới lưỡi, chú ý cho cô nhé, cái hãm ở dưới lưỡi nó bình thường mình sẽ nhìn thấy màu trắng trắng, nếu bây giờ trong tình huống này thì nó sẽ thành chuyển thành màu vàng. Đấy là những cái biến đổi của lưỡi. Rồi vậy thì chúng ta khám như thế nào? Khám là cái phần này cô đã gửi slide cho cả lớp rồi, hy vọng các em đã xem và nghiên cứu rồi đúng không? Đấy, cô sẽ nói được nhanh hơn. Đấy, chúng ta sẽ cần phải có 4 bước cơ bản. Đấy, cái bước 1 và bước 4 là như thế nào? Bước chào hỏi. Ý nghĩa của vấn đề này là gì và chúng ta phải tiến hành như thế nào? Ý nghĩa của vấn đề này, cô nói luôn cái bước mà chúng ta làm như thế nào nhé. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ hỏi tên bệnh nhân, tuổi, thậm chí cả địa chỉ để chúng ta không bị nhầm lẫn giữa các bệnh nhân trong cùng một cái chỗ khu vực mà chúng ta đang khám. Đấy, cái số 1. Cái thứ hai đấy là em giới thiệu với các em, ví dụ xin chào anh chị hoặc là chào con, cô chú hoặc là em hoặc cháu. Đối với người lớn tuổi các bạn có thể xưng như vậy nhé. Còn với những cái người cô lưu ý một chút về những cái người mà nó những người ta mà khoảng khoảng tầm tuổi của các em hoặc chỉ cần hơn các em một vài tuổi thôi chứ không đến mức già, thì em nên xưng là anh chị và xưng là tôi. Chứ đừng dùng nói là em với cả anh chị, nghe nó có vẻ nhưng bạn sẽ thấy là nó không được trang trọng cũng như là mình mất đi cái vị thế của mình. Cái phần này các em hiểu không? Nhá, tức là gì nhỉ? Với người lớn tuổi hẳn thì có thể là bác, cháu cũng được. Ở với nhỏ hơn thì có thể là cô chú với cả con hoặc cô chú với cháu. Còn những người mà tầm lứa như của mình thì các bạn chỉ cần xưng là anh chị và các bạn xưng là tôi. Gọi người ta là anh chị và xưng là tôi. Tôi vừa khám với cho anh chị thì thế nọ thế kia chẳng hạn. Đó. Thì đấy là cách mình xưng hô. Đấy, thì em sẽ giới thiệu tôi tên là gì này. Hôm nay tôi là bác sĩ khám bệnh cho anh chị. Để đề nghị anh chị hợp tác với tôi trong quá trình tôi hỏi bệnh và khám bệnh. Đấy chính là cái bước mà chúng ta sẽ thực hiện trong chào hỏi. Thì mục đích của nó là gì? Mục đích như em vừa thấy rồi rất là rõ ràng. Đầu tiên là để cho em không nhầm lẫn giữa các bệnh nhân mà em định khám. Cái thứ hai là gì nhỉ? Bệnh nhân biết em là ai và người ta có một sự tin tưởng nhất định đối với cái người mà đang chuẩn bị khám cho mình. Chứ không phải là khi vào một cái chẳng biết bác tên là gì, tự nhiên bác đến đây, bác tự nhiên bác khám khám cho tôi không biết là bác là ai, bác là sinh viên hay là bác là bác sĩ điều trị ở đây vân vân như thế nào, đúng không? Nhá, thì đấy chính là cái ý nghĩa của đầu tiên là bước chào hỏi. Khi mà người ta tin tưởng em như vậy thì người ta sẽ hợp tác với em hơn trong quá trình mà em hỏi bệnh và khám bệnh. Bước tiếp theo chính là chuẩn bị tư thế khám. Cái này rất quan trọng và đặc biệt là nó sẽ quan trọng hơn nữa ở những cái bệnh nhân mà em khám lách, em khám bụng chẳng hạn, thì cái phần chuẩn bị tư thế này của em rất là quan trọng. Nhưng mà với phần của cô thì hội chứng thiếu máu và xuất huyết thì cái tư thế giữa bệnh nhân và thầy thuốc đơn giản thôi. Ví dụ bệnh nhân của em mà khỏe, tức là bệnh nhân của em mà không không mệt thì người ta có thể ngồi, em ngồi đối diện. Còn bệnh nhân của em mà mệt thì người ta nằm thì em nằm, em ngồi một phía của bên người ta. Quan trọng là gì? Quan trọng đấy là em không được xa quá và cũng không quá sát với cả bệnh nhân. Lưu ý nhé, không quá sát, ví dụ tay chân của em chạm chân của em, tay của em khám mặt chân của em cũng chạm vào chân của người ta chẳng hạn, thì cái đấy nó không đảm bảo độ tế nhị. Hiểu ý cô nói không nào?
Nghĩa tức là một là không để cho mình bị với quá. Ví dụ người ta đang nằm bên trong thì em sẽ yêu cầu người nhà hoặc bản thân người bệnh nằm lui dịch ra phía ngoài giường để cho em khám cho nó không bị với tay, đánh giá cho chính xác. Còn bệnh nhân của em ngồi bên đối diện với em làm thế nào cũng được, nhưng mà tay của em đừng có bị với quá và chân của em không đến mức là chạm vào chân của bệnh nhân, thì như vậy là phù hợp. Thì cái phần quan trọng là gì? Ngoài cái vấn đề tư thế của bệnh nhân và thầy thuốc thì cô vẫn lưu ý các em là em phải khám ở một nơi mà đủ ánh sáng và đảm bảo cái sự riêng tư cho bệnh nhân. Đủ ánh sáng tức là cái nãy giờ mình nói rất là nhiều đến màu sắc, bình thường là thế này, bất thường là thế kia, đúng không? Thế là nó màu sắc rất là nhiều. Thế để nhận định về màu sắc tốt thì chúng ta phải đủ ánh sáng. Vậy thì ánh sáng khám như thế nào là phù hợp? Là giống như một ngày hôm nay, thời điểm hiện tại không biết là các em ở vùng khác có bị mưa không? Ở hiện tại ở Hà Nội thì không mưa. Nên là cô với ví dụ như cô đang ngồi cạnh cửa sổ chẳng hạn, cái ánh sáng từ bên ngoài thiên nhiên vào như vậy sẽ là ánh sáng tự nhiên, ánh sáng trắng sẽ là tốt nhất. Còn trong trường hợp mà ở những cái vùng em khám mà có ánh sáng mặt trời không đủ chẳng hạn, thì lúc đấy em phải sử dụng đèn ở trong nhà rồi, nhưng mà cái đèn đấy thì phải là ưu tiên ánh sáng trắng, còn ánh sáng vàng thì sẽ nhận định màu sắc không chính xác. Cái nữa đấy là em phải đảm bảo cái độ riêng tư, tức là vì mình khám mình sẽ kéo áo của bệnh nhân lên đúng không, thì do đó nếu như mà em khám ở một nơi có quá đông người đi qua đi lại, người ta nhìn được của bệnh nhân thì như vậy là cũng không đủ riêng tư cho bệnh nhân. Thế do đó nhắc lại về phần chuẩn bị tư thế khám mà chủ yếu nói về cái vấn đề là em phòng khám của em ở đâu và tư thế giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Phòng khám phải là đủ ánh sáng, tốt nhất ánh sáng mặt trời, còn không thì sẽ là gì nhỉ, ánh sáng trắng. Nó phải đảm bảo riêng tư nhất định nhưng đừng có riêng tư quá. Ví dụ như là sao nhỉ, chỉ mỗi em với cả bệnh nhân mà lại đấy là bệnh nhân khác giới chẳng hạn, thì như vậy sẽ làm cho nhiều tình huống hiểu lầm có thể xảy ra. Thế để chắc chắn thì tốt nhất là sẽ có thêm người nhà hoặc là có thêm nhân viên của em ở bên cạnh em để khám, như vậy sẽ được đảm bảo cái độ riêng tư mà vẫn minh bạch nhất định. Còn tư thế thì như vừa xong có nhắc rồi. Mục thứ ba đấy là tiến hành khám, thì các em sẽ quan sát cho cô, chúng ta sẽ có từng này thì phải khám. Bước cuối cùng sẽ là chào cảm ơn người bệnh, báo cáo kết quả. Thì tại sao lại có cái phần này? Thì giống như việc là cô vẫn thường nói là các em sẽ phải đặt em vào cái hoàn cảnh của bệnh nhân. Ví dụ như là khi mà em khám xong, em được khám xong, bác sĩ khám xong chẳng thấy nói gì, cứ thế đi ra ngoài, xong một lúc sau thấy các bác khác chạy vào bảo đi lấy máu đi. Thì như vậy là mình nó như vậy nó không đảm bảo cái quyền lợi tối thiểu của người bệnh. Quyền lợi của họ là người ta đến khám và người ta được quyền biết đến là bệnh lý như thế nào và người ta cần phải làm xét nghiệm gì hoặc người ta sẽ điều trị như thế nào, cũng như là tiên lượng bệnh của người ta ra sao, đúng không? Vậy thì kết thúc của phần này đấy chính là mình, dụ mình nói là cảm ơn anh đã hợp tác với tôi trong quá trình tôi khám. Đấy, vừa xong là tôi đã khám bệnh và tôi thấy anh có vấn đề A, B, C. Và để củng cố thêm cái vấn đề chẩn đoán của tôi thì tôi sẽ cần làm thêm xét nghiệm A, xét nghiệm B, xét nghiệm C. Và anh có hỏi gì không? Có cần tôi tư vấn thêm vấn đề gì không? Đấy, thì nếu như người ta không hỏi gì thêm thì chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Nói là vậy anh chị sẽ ngồi đây để điều dưỡng của chúng tôi, các nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh chị các làm bước tiếp theo. Đó. Thì nghe có vẻ thì em thấy là sao mà dài dòng loằng ngoằng, nhưng mà khi mà em đã làm quen thì em sẽ thấy nó rất là bình thường, đúng không? Và quan trọng nó chính là cái vấn đề người ta nói đến cái chất lượng dịch vụ điều trị. Chất lượng dịch vụ điều trị nó không chỉ nằm ở chỗ mỗi cái kết quả mà em điều trị được, mà nó còn làm cho bệnh nhân cảm giác thấy được chăm sóc, được quan tâm ở cái cơ sở điều trị của em. Và cái điều này chính là làm nên cái thương hiệu quan trọng không kém bên cạnh cái hiệu quả điều trị của các em. Giữa hai nơi, một nơi hai nơi mà cái kết quả điều trị xem như nhau, các bác sĩ trình độ xem như nhau, thì một nơi mà rõ ràng người ta cảm thấy bệnh nhân người ta được tôn trọng, người ta được chăm sóc tốt hơn, thì lần sau người ta sẽ quay lại. Còn bên kia thì giống như tình trạng mà bây giờ vẫn gặp ở một số bệnh viện công, thì em sẽ thấy là bệnh nhân nhiều lúc hỏi các bác còn mãi chẳng trả lời, xong đến lúc các bác trả lời các bác lại gắt gỏng lên chẳng hạn, không biết là sắp tới phải làm cái gì, cứ phải chạy đi từ vòng nọ sang vòng kia, cái giấy này thì làm ở đâu vân vân chẳng hạn. Thì những cái vấn đề đấy nó rất là hạn chế trong cái quá trình mà về mặt lâu dài
Thì có thể là trước mắt thì em chưa bị cạnh tranh nhiều, nhưng về mặt lâu dài chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến lượng bệnh nhân sau này của em. Người ta thường coi những bệnh nhân như một gọi là khách hàng mà em phải điều trị. Đấy thì bao giờ mình phải coi, mình nâng được cái tầm dịch vụ lên như vậy thì cái chất lượng dịch vụ của em nó sẽ còn cao hơn nữa. Đâu các thanh niên đi đâu mất rồi? Thế còn mỗi lớp trưởng học với cô thôi hay sao ấy? Còn các thanh niên còn lại toàn bộ tắt sạch cam của cô rồi. Bật cam lại ngay cho cô nhá. Hay là thấy cô nói nhiều quá, còn tài liệu thì cô phát hết rồi nên là không thèm nghe cô nói nữa à? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào bước số 3. Đối với khám da thì chúng ta sẽ quan sát ở da mặt. Đối với trẻ em. Vì sao? Vì với da mặt của trẻ em thì em thấy là cái vùng da này rất là mỏng và nó ít chịu ảnh hưởng của thời tiết. Rồi em quan sát là mặt trong của lòng cánh tay, mặt trong của cánh tay và cẳng tay, cùng là cái tay của mình, đúng không? Thì cái mặt trong của chúng ta chính là cái mặt mà ít chịu ảnh hưởng của thời tiết. Rồi em quan sát ở sắc môi, bình thường sẽ hồng bóng, còn thiếu máu sẽ nhợt và giảm độ bóng. Thấp hơn nữa em sẽ quan sát ở lòng bàn tay. Kháng niêm mạc này, kháng niêm mạc thì chúng ta sẽ có niêm mạc ở mắt, niêm mạc miệng, lưỡi. Đối với niêm mạc mắt thì chúng ta sẽ khám ở kết mạc mi dưới thôi. Nhớ cho cô là lưu ý ở đây là chỉ mi dưới thôi, chứ đừng có vạch cả mắt ở mi trên lên để khám nhé. Đối với niêm mạc miệng thì em sẽ khám ở vùng vòm miệng ở phía trên và nhìn vùng má ở hai bên. Và luôn luôn chú ý cho cô là vùng nào mà tối quá thì em phải dùng đèn chiếu vào. Hoặc không thì người ta đang ngồi chỗ này, ánh sáng vào mặt được nhưng mà vào miệng kém thì em có thể yêu cầu bệnh nhân hơi ngẩng đầu lên và quay đầu của người ta ra chỗ cả ánh sáng chiếu vào. Làm sao cho em nhìn chắc chắn, phải nhìn thấy cái ánh sáng vào trong niêm mạc miệng của họ để quan sát về màu sắc. Lưỡi thì chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân lè lưỡi ra và cong lưỡi lên để chúng ta quan sát đầy đủ. Rồi có một phần nữa trong miệng sẽ phải khám nữa, đấy là ở đâu biết không? À đấy chính là niêm mạc ở lợi nhá. Chú ý cho cô đấy là niêm mạc ở lợi. Bình thường sẽ là các vùng niêm mạc này sẽ là màu hồng. Trong thiếu máu sẽ là gì nhỉ? À nó sẽ nhợt màu và giảm độ bóng vân vân, tùy thuộc lưỡi nó có thể thay đổi. Đó, còn trong trường hợp em thấy mắt mà khám lại không phải nhợt mà lại đỏ thì đấy lại gặp trong gì nhỉ? Ở viêm kết mạc mất rồi. Đối với tóc thì tóc và móng các em chỉ dừng ở chỗ quan sát, còn không có làm giật giật ra hoặc là móng ấn 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 bẻ bẻ xem nó có dễ gãy không, không cần nhé. Tóc thì em sẽ quan sát độ bóng này, tình trạng sợi tóc này. Đó. Còn nếu như trong thiếu máu thì ngoài cái tình trạng mà bị người ta phàn nàn ví dụ nhiều thì em sẽ thấy xen kẽ sẽ có những cái vùng nhiều cái tóc con nó mọc lên. Còn đối với móng tay thì em có thể quan sát luôn ở cái móng tay của mình bây giờ. Đấy, bạn nào mà đủ ánh sáng sẽ để cho ánh sáng đi vào. Bạn sẽ nghiêng nghiêng cái móng tay một chút. Đó. Em nghiêng móng tay và em sẽ nhìn thấy cái móng tay của em nó có cái độ bóng nhất định, đúng không? Có bóng và nó có màu hồng. Còn trong thiếu máu thì nó sẽ khô và nó giảm độ hồng đi. Và lưu ý cho cô là cô hoàn toàn không hề có phải gì nhỉ? Ấn ở móng tay nhá, xong thả ra. Có một số bạn không biết là xem ở đâu khám xong rồi đến đi khi thi cũng ấn 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 cái móng tay. Ấn xong rồi xem cái màu hồng trở lại. Thì nó phải liên quan đến vấn đề về khám về tuần hoàn ngoại vi mất rồi, chứ nó không phải là liên quan đến cái bệnh thiếu máu. Thiếu máu thì nhìn bình thường nó đã nhờ tôi đã biết rồi, đúng không nào? Đây là cái slide chốt, em sẽ nhìn thấy các bước thực hiện này. Chúng ta có chào hỏi chuẩn bị bệnh nhân. À, khám da, khám niêm mạc mắt, niêm mạc miệng, lưỡi, hệ thống lông tóc móng nhá. Có cả phần da thì trong này có cả những cái phần liên quan đến tay, lòng bàn tay vân vân nó thuộc về chỗ này rồi. Cuối cùng là gì nhỉ? Cảm ơn người bệnh và các kết quả sơ bộ cho họ. Và cũng như là em ghi lại các kết quả vào trong cái bệnh án của em. Đối với hội chứng xuất huyết thì sao? Thì cái phần này là cái phần mà cô nhắc lại một vài những ý quan trọng nhé. Trong đó thì lưu ý cho cô ạ, em cần phải đọc lại cái slide mà hỏi bệnh khi mà bệnh nhân có biểu hiện xuất huyết da.
các bước khám luôn này. Các bước khám luôn em sẽ nhìn cho cô, chúng ta có các bước là chào hỏi. Tương tự như vậy, chuẩn bị tư thế khám, tiến hành khám. Cái bước chào hỏi và chuẩn bị tư thế khám thì giống hệt như cái bước mà hội chứng thiếu máu. Cái bước cuối cùng cũng giống như vậy. Em khám thì em thấy là tôi nghi ngờ anh chị có những cái bệnh lý liên quan đến thiếu máu, à, xuất huyết. Còn nguyên nhân của xuất huyết ở đây là vì sao thì chúng tôi sẽ làm thêm các xét nghiệm để chúng tôi khảo sát với các nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng xuất huyết của anh chị. Thì đấy là cách mà mình sẽ giải thích sơ bộ cho bệnh nhân. Còn người ta mà có thể hỏi thêm vấn đề gì thì tùy thuộc vào cái mức độ hiểu biết của em. Nhưng giải thích làm sao đừng để bệnh nhân nó, người ta quá lo lắng về tình trạng bệnh. Thì tóm lại là có thể có các nguyên nhân như vậy. Nhưng mà về mặt tiên lượng cũng như cái hướng điều trị cụ thể thì chúng ta sẽ chờ vào các xét nghiệm của các chị. Sau khi các anh chị làm xong có kết quả thì chúng tôi sẽ trả lời cho anh chị cũng cách cụ thể hơn. Đúng không? Đấy là cách mà mình sẽ nói. Còn liên quan đến các bước khám thì có gì khác hay không? Bước toàn trạng là giống. Toàn trạng sẽ là giống. Còn da thì có gì khác? Nhớ lại, phần khám hội chứng thiếu máu thì mình khám da ở đâu? Vùng mặt, nhất là ở trẻ em. Thấp hơn chúng ta sẽ có da của cánh tay, cẳng tay bên trong, lòng bàn tay. Chỉ dừng lại ở đấy thôi. Nhớ là lòng bàn tay nhá, chứ còn cô không có khám ở lòng bàn chân. Đấy, lòng bàn tay rồi. Đấy, còn đối với da trong hội chứng xuất huyết thì không có từ vị trí nào hết. Gọi là da toàn thân em đều phải khám. Nhưng trước mắt thì em sẽ khám ở những cái vùng da hở trước. Sau đó thì khi em khám thì khi em khám về hô hấp, khi em khám tim mạch, em khám tuần hoàn vân vân, em khám tiêu hóa vân vân, thì những cái lúc đấy em sẽ nhìn luôn những cái da ở vị trí đấy. Tránh tình trạng bây giờ cháu khám da cho bác nhá. Cháu kéo áo của bác lên một lúc nhìn chán chê, xong lại cháu thả xuống. Xong một lúc sau thì làm sao nhỉ? Bây giờ cháu khám hô hấp, bác lại kéo lên lần nữa. Cháu khám bụng, bác lại kéo lên lần nữa. Thì như vậy bắt người ta kéo lên kéo xuống rất là nhiều, nó không, người ta thấy rằng mình không chuyên nghiệp. Đấy, chỉ dùng từ chung là mình không chuyên nghiệp, bắt người ta cứ kéo lên kéo xuống. Thì em sẽ chú ý hoặc tương tự như vậy với cái phần mà khám, ví dụ em khám mũi khám họng để xem bệnh nhân có bị xuất huyết hay không chẳng hạn. Thì em sẽ chờ luôn cùng với cả khám em khám sau cùng khám tai mũi họng, đúng không? Thì lúc đấy em sẽ khám luôn cả những cái bộ phận đó. Tránh tình trạng bây giờ há ra để nhìn xem có chảy máu không, một lúc sau lại nhìn để xem nó có viêm hay không. Cái đấy là nó sẽ không phù hợp. Thì lưu ý cho cô về mặt thứ tự là như vậy. Nhá, là da bộc lộ, quan sát, làm niệm pháp căng da. Và đương nhiên là em sẽ kèm theo đó là em sẽ phải hỏi thêm các câu hỏi để em khẳng định đấy đúng là xuất huyết chứ không phải là các bạn khác. Và khi mà em đã nhận định được đấy là xuất huyết rồi thì em sẽ mô tả cái tổn thương này. Đối với niêm mạc thì em sẽ khám ở cả niêm mạc mắt, mũi, miệng, tai. Rồi em sẽ quan tâm đến cả khớp của bệnh nhân nữa. Đó. Chốt lại này, chúng ta sẽ có chào hỏi, chuẩn bị tư thế khám, cái đấy bình thường rồi. Trong khám da thì em sẽ phải làm niệm pháp căng da. Rồi em khám thêm niêm mạc và khám khớp. Trong cái phần này luôn luôn lưu ý cho cô là chúng ta phải ôn lại cách hỏi. Nhớ nhá, cô vẫn luôn nhắc các bạn đi, nhắc các bạn lại là xem lại cho cô về cách hỏi bệnh khi mà bệnh nhân bị xuất huyết là như thế nào. Cuối cùng là chào báo cáo kết quả. Chờ cô một chút nhá, cô sẽ mở cái slide thêm. Và cái slide mà có thêm những cái hình ảnh cô khám để cho các em biết rõ hơn. Trong cái phần mà cô gửi các em thì có hình ảnh không? Đức ơi, có hình ảnh khám không hay là vừa xong, đến như vừa xong là cũng kết thúc rồi? Dạ, hình như là đến như vừa xong là kết thúc rồi cô ạ. Không có hình ảnh đâu ạ. Ok, thế đấy cô sẽ xem, chia sẻ thêm cái hình ảnh mà cô khám nhé. Rồi các em nhìn thấy cái slide mới của cô rồi đúng không nào? Dạ vâng ạ.
Cô sẽ minh họa khám trên một em bé nhé. Còn lưu ý cho cô, đây là một cái hội chứng. Ngay từ đầu cô đã nói là cái hội chứng thiếu máu và hội chứng xuất huyết là cái hội chứng mà có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn. Và cái đặc điểm chung về cách hỏi bệnh rồi cách đánh giá triệu chứng thì nó cũng giống nhau thôi, chứ nó cũng không có sự phân biệt nào khác cả. Đó. Thì lưu ý cho cô là cô sẽ hướng dẫn ở trẻ em, nhưng phải nhớ là khi mà mình gặp người lớn mình cũng tương tự là mình vẫn phải có các quy trình như vậy. Cách nhận định triệu chứng cũng y hệt, nó không có khác gì quá nhiều cả. Đó. Đôi khi là ở trẻ em thì em phải hơi mềm mại, mềm mỏng một chút để các bé không sợ thôi. Đã còn về cái thao tác là y hệt. Cô sẽ minh họa này. Đây là cái bước đầu tiên như em nhìn thấy, đấy là bước chào hỏi. Chào con tên là gì? Chờ bệnh nhân trả lời nhé. Con bao nhiêu tuổi? Nhà con ở đâu? Qua quá trình cô hỏi như vậy thì cô sẽ đồng thời cô quan sát được luôn toàn trạng của bệnh nhân có tốt hay không. Nếu như em hỏi cái gì bệnh nhân trả lời được hết, đúng không? Rồi vận động của bệnh nhân rất là bình thường, mở mắt tự nhiên trả lời được, thì tất cả những cái đấy mình gọi là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tức là mình quan sát được luôn cái toàn trạng của bệnh nhân luôn. Lưu ý như vậy luôn nhé. Và ở những cái bệnh nhân mà người ta đang đeo kính này, hoặc là một vài mùa nữa khi mà em thấy bệnh nhân của em đang mặc nhiều áo mà em cần phải khám, thì em sẽ cần yêu cầu bệnh nhân là bây giờ tôi sẽ khám cái phần này cho anh chị, nên em yêu cầu anh chị sẽ bỏ kính ra và anh chị kéo áo lên cho tôi. Thì đấy là mình sẽ phải nói, chứ không phải em đang nhìn thấy kính như thế em em nhớ cái phần cô nói là phải khám mắt thì em thò tay vào em lấy kính của bệnh nhân em rút ra, thì sẽ làm cho bệnh nhân làm sao nhỉ, à, người ta giật mình mất rồi đúng không, người ta cũng thấy người ta mình không tôn trọng người ta lắm đó. Thì lưu ý là khi mà em định tác động gì đến với bệnh nhân thì không phải là cái nào em cũng phải xin phép nhé. Có những bạn thì thấy khi cô nói như vậy, đến khi thi thấy bạn ý, bây giờ cháu sẽ khám mắt cho bạn, bây giờ cháu khám miệng cho bác ạ, bây giờ bác đưa tay đi cháu khám tay cho bác ạ, thì tức là nó vừa nó dài dòng và nó mất nhiều thời gian, thì đấy là không cần thiết. Nhưng mà những cái mà tác động trực tiếp với bệnh nhân như cô vừa nói xong thì em cần phải báo trước với họ. Đó, ví dụ như là gì nhỉ, anh chị có thể bỏ kính ra tôi khám mắt, rồi bây giờ tôi sẽ khám ra vùng tay nên anh chị sẽ kéo tay áo lên, chỉ cần như vậy thôi. Đừng cái chỗ nào mình đụng vào mình cũng giải thích thì nó mất nhiều thời gian mà không thực sự cần thiết. Cô sẽ yêu cầu là gì nhỉ? Cô tên là Ly và hôm nay cô sẽ là bác sĩ khám bệnh cho con. Giờ con sẽ bỏ kính ra nhé và sẽ trả lời cho cô cũng như hợp tác với cô trong quá trình cô khám bệnh nhé. Họ thì đấy chính là cái bước đầu tiên chào hỏi. Bước tiếp theo em sẽ thấy là cô sẽ cần phải làm gì nhỉ? Cô sẽ sát khuẩn tay. Đây là cái bước mà chắc chắn mình phải làm trước khi mình tiếp xúc với bệnh nhân và sau khi mình tiếp xúc bệnh nhân. Trước khi em làm thủ thuật, sau khi làm thủ thuật hoặc là sau khi em tiếp xúc với dịch tiết của bệnh nhân, bệnh phẩm của bệnh nhân thì em đều phải sát khuẩn tay hết. Gọi là đây là sát khuẩn tay nhanh. Còn để gọi là sát khuẩn mà tốt nhất thì bao giờ cũng thế, cũng phải là gì nhỉ? Em cũng phải rửa tay bằng xà phòng đúng không? Thì như vậy mới là cái bước gọi là sát khuẩn hoàn toàn. Nhưng đây là khi em khám bệnh nhân này xong em khám bệnh nhân kia chẳng hạn. Quá đông một lúc thì em không thể lúc nào cũng đi rửa tay được. Nên chúng ta có thể sử dụng nước sát khuẩn tay nhanh. Và vừa xong thì cô có hướng dẫn các em là chúng ta sẽ khám hết da rồi khám niêm mạc đúng không? Nhưng mà như vậy thì nhiều lúc là em sẽ quay trở về nhé. Tưởng tượng này, à mình khám ra vùng mặt xong mình xuống nhìn đến tay xong tí nữa mình lại phải lộn lên mặt để mình khám mắt. Thì làm lượn qua lượn lại như vậy là nhiều lúc mình sẽ quên mất triệu chứng. Do đó nên cô sẽ hướng dẫn là mình sẽ khám từ trên xuống dưới. Làm sao cho không bị bỏ sót triệu chứng là được. Cho mình không bị quên. Được không? Thì khi mà cô khám như vậy, cô nhìn bệnh nhân là cô đã đánh giá được luôn cái mặt của bệnh nhân rồi. Cô sẽ trên cái mặt thì em khám thêm cái gì? Em khám mắt. Dùng hai bàn tay của em nhé, em dùng hai cái ngón tay cái kéo cái phía dưới của mi xuống và yêu cầu bệnh nhân là ngước lên trên. Đấy, và bây giờ nào, bây giờ sẽ cháu ngước lên trên đi. Đấy, em dùng hai tay em kéo xuống và em quan sát cái màu sắc ở đây của hội chứng thiếu máu. Còn hội chứng xuất huyết là em sẽ quan sát ở vùng lòng trắng này. Đó, nhá. Lưu ý là tay không bao giờ được chạm vào cái niêm mạc của bệnh nhân, kể cả niêm mạc mắt và tí nữa là niêm mạc miệng, nguyên tắc không được chạm vào niêm mạc bởi vì nó sẽ có những cái nguy cơ về nhiễm khuẩn cho bệnh nhân. Em quan sát xem là nó hồng hay là nó nhợt, chính là cái vùng mà cái con trỏ cô đang chỉ. Và cô xin nhắc lại một lần nữa là cô chỉ khám ở niêm mạc của mi dưới thôi. Còn có một số bạn thì rất là bạo dạn thì bạn ấy
Các bạn biết là có một số bạn có lộn được cả mí mắt xuống đúng không? Đúng, một số bạn sẽ khám cả những cái đấy. Thì nhìn chung là những cái đấy sẽ là cái mà không cần thiết. À, lưu ý cho cô là không cần phải khám cái niêm mạc ở mi trên, chỉ cần khám ở mi dưới thôi. Cách làm là em phải làm song song cả hai bên cùng một lúc luôn để em so sánh, chứ không phải em kéo một bên này xong lại em lại quay sang em lại kéo một bên bên cạnh nữa, thì như vậy là không đúng. Hai bên cùng một lúc, cái tay bên cạnh, các ngón tay nhá, chỉ gọi là để đỡ vào thôi, có thể chụp ảnh để trông có vẻ như kiểu đang cấu nhưng không phải đang cấu đâu, mà chỉ là đang tì vào thôi để tạo được một cái điểm để mình có thể kéo được cái phía hai mắt xuống cho nhìn cho nó rõ ràng. Đó, lưu ý như vậy. Dưới mắt thì bắt đầu em sẽ quan sát đến miệng, môi miệng cho cô. Nhìn môi ở phía ngoài xem nó hồng hay không, hay là nó làm sao nhỉ? À, hay là nó đang có màu nhợt. Và em sẽ quan sát luôn cả bên trong miệng luôn. Thì ở cái vị trí của người chụp ảnh ở đây thì người ta sẽ không đủ ánh sáng. Nhưng thực tế khi mà người khám và em cũng nhìn thấy là người ta ngồi cạnh cửa đúng không? Và sẽ có ánh sáng trực tiếp từ ngoài cửa vào. Và chúng ta sẽ quan sát được cái phía bên trong. Còn nếu như không nhìn thấy thì em phải hơi nghiêng nghiêng đầu bệnh nhân, làm sao cho ánh sáng chiếu vào cái vùng mà em nhìn thấy. Cái vùng mà em sẽ quan sát sẽ là ở bên niêm mạc má ở hai bên này, rồi em nhìn vòm miệng này. Đó, em yêu cầu bệnh nhân lè lưỡi ra. À, anh chị hoặc cháu lè lưỡi dài ra cho tôi xem. Nếu như người ta không biết làm thì em sẽ phải mở khẩu trang của em ra và em hướng dẫn sẽ phải làm như thế nào. Lè lưỡi ra này và cong lưỡi lên. Đó. Lưu ý là phần này khi mà khám cho người khác thì thực hành khám, nhiều lúc các bạn khám cho nhau các bạn cứ thấy buồn cười, nhưng khi mà đến khi thi mà các bạn cười cô sẽ trừ điểm về mặt ý thức, các bạn như thế đánh giá là không nghiêm túc, đúng không? Mình đang quan tâm xem cái hình dáng của nó thế nào, mình quan tâm xem màu sắc của cái gai lưỡi ra sao, mà cứ đứng mải cười rồi thì làm sao mà nhìn được cái gì, đúng không? Nên tốt nhất là luyện làm sao tinh thần là khám thử cho người khác mình cũng nghiêm túc, để đến khi thi với cô là các em cũng phải nghiêm túc. Còn cứ cả bệnh nhân thử với cả bác sĩ sinh viên cũng đứng khám cũng cười với nhau, cả hai bạn sẽ được trừ điểm, hiểu nhá? Rất nghiêm túc khi đi thi cử cho cô. Em lè lưỡi ra này, yêu cầu là gì? Lè lưỡi ra, em quan sát cái gai lưỡi, màu sắc cái bờ lưỡi hai bên xem nó có bị hằn răng nhiều, vết hằn răng nhiều hay không. Cháu cong lưỡi lên, tức là mình sẽ nói là gì nhỉ? À, đá lưỡi lên trên, cong lên trên để mình có thể quan sát được cái hãm lưỡi và cái tĩnh mạch lưỡi hai bên để xem là nó có bị xẹp hay không. Trong trường hợp mà bị thiếu máu nhiều thì cái tĩnh mạch dưới lưỡi sẽ bị xẹp, còn thiếu máu mà do tan máu thì cái phần mà này, cái phần hãm lưỡi có thể em sẽ nhìn thấy nó có ánh vàng. Còn một phần gì trong miệng nhỉ? À, còn phần niêm mạc lợi. À, cách làm em sẽ yêu cầu là cắn nhẹ hai hàm răng vào nhau và hơi nhe ra một chút. Cắn nhẹ nhá, cắn nhẹ và hơi nhe. Chứ còn nếu mà nhe quá, người ta găng lên quá thì em sẽ cũng sẽ không kéo được cái niêm mạc xuống. Đấy. Em sẽ kéo cái vùng phía dưới của môi xuống để lộ ra được cái niêm mạc lợi phía dưới và niêm mạc lợi phía trên. Lưu ý là tuyệt đối không bao giờ được chạm vào môi của bệnh nhân. Đấy, có một số bạn đi thi là bạn của mình nhe mãi không được nên là bạn ấy cầm cả vào môi này, bạn ấy kéo ra để bạn ấy nhìn. Như vậy thì lại sai nguyên tắc mất rồi. Và trông nó cũng không được đẹp mắt. Nhá, và mình sẽ dùng hai cái ngón tay cái của mình làm thế là được. Và không được chạm vào niêm mạc môi. Em sẽ nhìn gì nhỉ? À, cánh tay và cẳng tay ở mặt trong hai bên. So sánh cùng một lúc mà cháu đưa tay đây cho cô khán nào. Đấy thì đưa tay ra và bạn sẽ quan sát ở vùng niêm mạc bên trong. Rồi em sẽ nhìn luôn vào lòng bàn tay của bệnh nhân. Trong lòng bàn tay thì thao tác như thế nào là phù hợp? Thao tác sẽ là tay hơi khum. Nhá, hơi khum thôi. Chứ nếu mà bệnh nhân mà nắm vào tay thì nó sẽ che mất rồi, đúng không? Nhưng mà nếu như em mà căng bàn tay của bệnh nhân căng quá, nhá, căng hết như thế này, đúng không? Em căng hết thì em sẽ cản trở mất máu về lòng bàn tay một cách chủ ý thôi, chứ không phải tự nhiên. Vậy thì tư thế tốt nhất sẽ là lòng bàn tay hơi khum. Và em sẽ quan sát ở ô mô cái và ô mô út ở các đầu ngón tay để em quan sát. Nha, thì đây chính là cái vị trí mà em quan sát tốt nhất.
Tiếp tục là úp bàn tay xuống và em sẽ quan sát được ở móng tay. Em hơi nghiêng nghiêng một chút để xem là cái độ bóng này, rồi màu sắc hồng của móng tay. Sẽ hỏi thêm là tóc của cháu có hay bị, hoặc của anh chị có hay bị rụng, gãy hay không. Đó, thì nếu như người ta nói là có chẳng hạn, thì em sẽ quan sát là để tôi khám tóc của anh chị. Em lúc đấy em mới sờ sờ tóc để xem là có những cái vùng tóc con mọc lên hay không. Em vừa xong là cô đã khám về hội chứng thiếu máu và đồng thời cũng là nhìn luôn được cả xuất huyết. Tức là khi mà nhớ lại cho cô này, khi mà cô nhìn từ vùng toàn trạng thì không nói nhé, nhưng mà khi mà việc mà cô gì nhỉ, cô khám mắt như thế này là cô cũng nhìn được có xuất huyết ở mắt hay không. Khi mà cô khám như thế này cô lại nhìn được có bên trong thành họng có bị chảy máu hay không, đúng không? Và khi cô cho bệnh nhân nghe ra như thế này là cô sẽ nhìn xem được có chảy máu cái niêm mạc ở răng hay không rồi, tức là tóm lại có chảy máu chân răng hay không rồi. Đó. Đấy, tiếp tục là đối với bệnh nhân giả này của chúng ta thì nó đã có những cái chấm, đúng không? Chúng ta quan tâm là những cái chấm đỏ như này, mỗi tay có vài chấm. Thì nhớ cho cô là khi mà em nhìn thấy các chấm ở bên cơ thể, các vị trí khác nhau trên cơ thể, thì mỗi vị trí em cần phải khám một vài nốt, chứ không phải là em chỉ khám một bên và em bỏ qua tất cả những cái vị trí còn lại. Cái này cô lưu ý nhé, khi đến lúc mà thi mà em chỉ nhìn thấy một nốt này em khám, còn những nốt còn lại em không làm nghiệm pháp căng da, thì như vậy là không toàn diện, đánh giá không toàn diện. Đúng không? Cách làm nghiệm pháp căng da có hai cách. Cách thứ nhất là em sẽ dùng ngón cái, hay tức là cách thứ nhất là dùng trên một bàn tay, ngón cái và ngón trỏ em căng trên cái vùng da mà em nghi ngờ. Đấy không? Căng da mà nó không mất thì đó chính là hội chứng gọi là nghiệm pháp căng da dương tính. Cách sử dụng nhá, nghiệm pháp thì là dương tính và âm tính, ấn điểm thì mới là đau hay không đau, chứ không phải là ấn điểm thượng vị dương tính, không có ấn điểm thượng vị đau, ấn điểm tá tràng, ấn điểm gì nhỉ? Ruột thừa đau, đúng không? Ấn thì phải có đau hay không, còn em làm nghiệm pháp thì nó phải là dương tính hay âm tính. Nhiều bạn miêu tả rất là cụ thể với cô bảo thế em làm xong thì em kết luận nghiệm pháp như nào. Thưa cô, em làm xong thì em kết luận của em là căng da mà nó không mất. Đấy không phải là kết luận, đúng không? Kết luận thì nhớ cho cô, em phải kết luận được là nghiệm pháp căng da dương tính hay âm tính. Căng da như thế này là nó không mất, đúng không? Nó vẫn còn. Thì đấy là nghiệm pháp căng da dương tính. Nhưng tuy nhiên em cũng cần phải hỏi thêm bệnh nhân những câu hỏi. Ví dụ như cô thì nữa cô sẽ có cái phần mà cô minh họa trực tiếp và cô hỏi như thế nào. Em đang nói về nghiệm pháp căng da thì một là cách làm này, hai là có thể em dùng hai ngón cái của hai bàn tay em căng da, em xem nó có mất hay không. Căng da mà nó cũng không mất thì đấy chính là nghiệm pháp căng da dương tính nha. Hai cách cô sẽ khám thêm, ví dụ xem là có điểm xuất huyết ở vùng mũi hay không, ở ống tai ngoài xem có bị nữa hay không, rồi cô sẽ phải hỏi thêm cái vấn đề khác, khám tai hai bên nhé. Đấy, ví dụ cô hỏi sẽ hỏi khi mà có xuất huyết thì lưu tâm cho cô này, cô sẽ hỏi gì? À, ngoài những cái chấm xuất huyết ở đây, những cái chấm đỏ ở đây nhé, nhiều lúc mình dùng từ luôn xuất huyết có thể bệnh nhân hơi lo lắng, mình sẽ nói là ngoài những cái chấm đỏ ở đây thì cháu có bị chấm ở đâu nữa không, có bị nốt đỏ thêm ở đâu không. Đó. Nếu như người ta nói là cháu còn bị chỗ nọ chỗ kia thì mình sẽ phải khám thêm những vị trí đó. À, em sẽ hỏi thêm gì? Bị như thế này là tự nhiên bị hay là cháu có bị va đập vào đâu không? Trước khi đó thì gia đình có sử dụng thuốc gì cho cháu không? Ngoài cái chấm này ra thì cháu có bị chảy máu chân răng không? Có bị chảy máu cam không? Tức là chảy máu mũi đấy. Có bị hay không? Có bị nôn máu, tiểu phân đen hay không? Màu sắc nước tiểu của cháu như thế nào? Màu vàng hay có máu hay không? Có màu đỏ hay không? Tóm lại là em sẽ phải hỏi những cái đặc điểm mà liên quan. Rồi hỏi, ví dụ như trẻ em thì mình sẽ phải hỏi gia đình. Ví dụ anh chị có sử dụng trước đó, anh chị có sử dụng thuốc gì đặc biệt cho con hay không? Hoặc con đang phải sử dụng cái phác đồ điều trị nào hay không? Rồi, từ trước đến nay thì con đã bao giờ bị như thế này chưa? Đúng không? Trong gia đình anh chị thì có ai có các triệu chứng tương tự như con hay không? Gia đình nội ngoại hai bên có ai bị bệnh lý về máu hay không? Rồi trong đợt này của con anh chị thì làm sao nhỉ? À, cháu có sốt hay không?
rồi xung quanh có dịch sốt xuất huyết hay không. Đó, thì đấy chính là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ phải hỏi. Nếu như em gặp bệnh nhân của em mà là nữ thì em sẽ phải hỏi thêm những câu hỏi về kinh nguyệt hoặc là những cái tiền sử đẻ của người ta xem có vấn đề về băng huyết hay không. Nhớ nhá, về ôn lại những cái câu hỏi đấy cho cô. Để kết thúc quá trình thì em có thể nhớ là đừng bỏ qua nhé. Nếu mà liên quan đến xuất huyết thì có thể hỏi thêm về khớp bệnh nhân có đau hay không. Nếu như bệnh nhân bị đau, ví dụ người ta nói là cháu bị đau khớp bên phải, cháu bị đau cái khớp khuỷu tay bên phải, thì em sẽ phải khám ở bên tay trái trước. Em khám cái khớp khuỷu tay bên trái trước, em xem cái biên độ vận động như thế nào. Thứ hai là em sẽ khám cái vùng da xung quanh của cái khớp đấy, xem là so sánh cái màu sắc da giữa hai bên, nó có bên bị tổn thương, nó có bị đỏ lên hay không. Còn một phía bên còn lại thì em sẽ sờ, em sờ hai bên. Một bên da của nó lại nóng nóng hơn chẳng hạn. Thế rõ ràng cái bên mà nó đau nó sẽ có vấn đề hơn. Màu sắc biến đổi này, rồi cái kích cỡ của cái vùng da xung quanh. Tức là cái vùng người ta gọi là xung quanh cái khớp ấy, thì thường em sẽ thấy nó có những cái điểm lõm nhất định. Thì trong những cái bệnh nhân mà bị tràn dịch của khớp chẳng hạn thì nó cái vùng lõm đấy nó sẽ căng hơn. Rồi sờ nó có thể ra nó nóng đỏ hơn chẳng hạn. Em sẽ phải lưu tâm. Nhưng vấn đề khác nhau giữa viêm khớp mà có tràn dịch với cả gì nhỉ? À, có tràn máu ở cái khớp đấy sẽ là gì? Xuất huyết ở khớp là gì? Sẽ khác nhau là gì nhỉ? À, quá trình viêm thì nó sẽ có sưng nóng đỏ đau. Nhớ nhé. Viêm thì sẽ phải có sưng nóng đỏ đau, tức là cái khớp đấy nó to lên. Nóng hơn, tức là em sờ vùng da đấy so với cái vùng da ngay lân cận là nó cũng bị nóng hơn. Đỏ, tức là cái màu sắc da nó phải đỏ hơn. Không phải đến mức đỏ chót đâu, không phải như cái màu áo của cô đâu, nhưng mà nó sẽ có màu hồng rõ rệt so với cái vùng da bên cạnh. Đau tức là người ta đau và người ta hạn chế vận động. Dụ em thấy cái khớp bên cạnh nó cập duỗi ra duỗi vào rất là rõ, khớp gối cũng như vậy đúng không? Trong khi cái khớp bên này chỉ cần hơi đưa vào cái là người ta đã có các cảm giác tay người ta chống lại với các cái lực gấp vào của em rồi, để kháng lực với em, thì đấy là người ta đang đau, người ta hạn chế vận động cái khớp bên đó. Thế trong khi mà bệnh nhân bị tràn dịch, tràn máu ổ khớp thì nó sẽ giống gì? Thứ nhất là cái kích thước của khớp nó sẽ bị thay đổi, tức là nó sẽ bị to ra là giống. Cái thứ hai là bệnh nhân đau và hạn chế vận động là giống. Nhưng vì nó không có cái phản ứng viêm nên là thường nó sẽ không bị nóng đỏ như phía bên mà khớp bị viêm. Hiểu cô nói không? Thì đấy là cái mà mình so sánh nhé. Nó còn nói cái chuyện nó sưng lên là có, nó hạn chế vận động nhưng mà nó không đủ để cái gây ra cái phản ứng là nóng đỏ da như là với một cái khớp bị viêm. Đấy thì tùy thuộc bệnh nhân có kêu đau khớp hay không để em khám thêm vấn đề về khớp. Đấy, kết thúc quá trình em cũng giải thích với cả bố mẹ bệnh nhân. Dụ vừa xong tôi khám cho con của anh chị thì tôi thấy là cháu đang có một số các biểu hiện của vấn đề xuất huyết. Còn nguyên nhân vì sao thì chúng tôi sẽ cần làm thêm các xét nghiệm để khẳng định được cái chẩn đoán của chúng tôi cũng như là tìm nguyên nhân cho anh chị. Nếu như mà có kết quả thì chúng ta sẽ đưa đến chẩn đoán cũng như là sẽ đưa ra hướng điều trị cụ thể cho con của anh chị. Anh chị có hỏi thêm tôi vấn đề gì không? Có cần tôi giải thích về các xét nghiệm nào không? Đó. Nếu như mà anh chị không hỏi thì điều dưỡng anh chị sẽ ngồi đây chờ và các nhân viên cũng như các bạn điều dưỡng của tôi sẽ đến hướng dẫn các anh chị làm các thủ tục tiếp theo. Nói chung hết. Đấy, toàn bộ của quá trình khám của cả hai hội chứng này cô lồng vào cùng lúc luôn. Có cần cô nói lại một lần nữa không? Hay như vậy là đủ rồi? Nếu mà có thì đánh số 1, còn không thì đánh số 0 nào. 103 bạn, ít nhất cũng phải một nửa bạn cho cô ý kiến nào. Chứng tỏ là vừa theo dõi cô và đồng thời cũng là cho cô biết là các bạn có cần cô nói lại một lần về cái quá trình khám thực tế hay không. Cô sẽ chờ nhá, 50 bạn phải cho cô vào hộp chat nhá. Ít nhất là 50 bạn.
Cô thấy rằng cũng khá là nhiều bạn cần cô nói lại, thế nên là cô sẽ nói lại một lần nữa để các em có thể dễ dàng nhớ được hơn nhé. Chỗ phần này thì khi mà cô nói lại thì cô sẽ không, cô chỉ nói chậm thôi chứ cô không giải thích từng bước như vừa xong để tránh mất thời gian nhé. Đây, các em sẽ quan sát cho cô này. Chào con tên là gì? Con 9 tuổi phải không? Nhà con ở đâu? Cô là Ly, hôm nay cô là bác sĩ khám bệnh cho con. Tí nữa sẽ trả lời cho cô các câu hỏi và hợp tác với cô trong quá trình cô khám bệnh nhé. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ con sẽ bỏ kính ra để cô khám mắt nhỉ. Sát khuẩn tay. Rồi, bây giờ con ngước mắt lên đi. Dùng hai bàn tay cùng lúc khám kéo hai cái mi mắt dưới xuống và quan sát. Đồng thời quan sát cái kết mạc ở vùng lòng trắng để nhìn xem có xuất huyết hay không. Lưu ý không để tay chạm vào niêm mạc trực tiếp. Rồi, tốt lắm. Bây giờ con há miệng ra nào. Quan sát màu sắc của môi trên môi dưới, màu sắc của niêm mạc má bên trong và vòm miệng, quan sát màu hồng. Rồi, bây giờ con lè lưỡi ra. Quan sát màu sắc gai lưỡi, bờ xung quanh của lưỡi xem có vết hàn răng hay không. Con cong lưỡi lên. Quan sát hãm lưỡi và tĩnh mạch lưỡi hai bên. Cắn nhẹ hai hàm răng vào cho cô. Hơi nhe ra một chút nào. Lưu ý hơi nhe thôi, không để bệnh nhân nhe gắng sức quá, không là sẽ khó để kéo xuống. Dùng hai bàn tay hai bên kéo cái phần phía dưới của môi xuống để quan sát cái niêm mạc của lợi ở dưới và ở trên. Tùy thuộc vào cấu trúc của cung miệng, nếu như một số người cấu trúc miệng mà hơi nhe ra đã nhìn thấy niêm mạc miệng rồi thì không nhất thiết là phải làm động tác này, chỉ cần quan sát là được. Con đưa tay cho cô khám nào. Quan sát ở mặt trong của cẳng tay hai bên để khám về thiếu máu. Còn để xuất huyết thì phải quan sát ở cả tất cả toàn bộ tay. Đưa hai bàn tay cho cô, hơi khum lại, không được để nắm tay, cũng không để căng tay quá mức sẽ ảnh hưởng đến kết quả của nhận định. Quan sát lòng bàn tay ở ô mô cái, ô mô út hai bên, luôn luôn so sánh cùng lúc. Ô mô cái, ô mô út và các đầu ngón tay. Được rồi, con sắp sắp bàn tay lại nào. Các em quan sát móng tay, độ bóng và màu sắc hồng. Gần đây móng tay của con có dễ bị khô hoặc là gãy rụng không? Tóc của con gần đây có bị rụng tóc nhiều không? Hoặc tóc của anh chị có bị rụng nhiều hay không? Nếu câu trả lời là có, chúng ta sẽ khám xem ở những cái vùng trên da đầu có những vùng tóc con mọc lên hay không. Kết thúc của phần khám thiếu máu và một phần của xuất huyết. Chúng ta quan sát thấy một vài những cái chấm đỏ của hai bên tay. Chúng ta sẽ phải khám mỗi bên một vài nốt. Làm nghiệm pháp căng da bằng một trong hai cách. Cách thứ nhất. Cách thứ hai. Nếu như để lại căng da mà không mất thì đây chính là nghiệm pháp căng da dương tính. Kết hợp thêm một số những câu hỏi. Ngoài những cái chấm đỏ ở tay ở đây, con có bị chấm đỏ ở những vùng nào khác trên cơ thể hay không? Nếu có thì chúng ta sẽ phải khám thêm ở những cái vùng đó. Quan sát thêm và sẽ hỏi trẻ. Con bị như vậy là tự nhiên bị hay là do va đập vào mới bị? Họ hỏi hoàn cảnh xuất hiện đấy. Con có kèm theo sốt không?
Trước đó thì con có sử dụng các thuốc gì bất thường hay không? Và hỏi bố mẹ của trẻ xem là con của anh chị có đang sử dụng thuốc gì hay không. Ngoài những vấn đề ở ngoài ra thì con của anh chị có bị chảy máu cam không? Chảy máu chân răng không? Có bị nôn ra những cái dịch mà có màu đỏ hoặc là ho ra có màu đỏ hay không? Màu sắc phân và màu sắc nước tiểu có gì bất thường không? Từ trước đến nay cháu đã bao giờ bị như vậy chưa? À, trong gia đình của anh chị có ai có mắc bệnh về máu hay không? Hoặc có các biểu hiện tương tự như của con hay không? À, cả bên nội và cả bên ngoại nữa. Nếu như là nữ giới thì sẽ cần phải hỏi thêm các câu hỏi như là kinh nguyệt của anh chị, kinh nguyệt của chị đợt này thì có bị ra nhiều hơn bình thường hoặc kéo dài nhiều hơn so với bình thường không? Nếu như phụ nữ đã có tuổi thì có thể quan sát xem người ta có sinh con chưa, có thể hỏi tiền sử mang thai, tiền sử sinh đẻ xem có bị băng huyết hay không. Chúng ta sẽ khám thêm ở vùng mũi xem có các điểm xuất huyết hay không, ống tai ngoài bên phải, bên trái. Hỏi thêm xem là cháu có bị đau ở khớp nào hay không. Nếu đau ở một khớp bên phải, chúng ta sẽ phải khám ở bên trái trước, tức là chúng ta phải đi từ khớp không đau rồi mới sang đến khớp đau. Lưu ý là nhìn quan sát xem là kích thước có to lên hay không, màu sắc da có thay đổi hay không, khám sờ xem là hai bên nó có chênh lệch về nhiệt độ hay không, cũng như khám vận động của hai bên để xem cái biên độ vận động khớp của hai bên xem có ảnh hưởng đến biên độ vận động hay không, và giải thích với gia đình. Vừa xong tôi đã khám cho con của anh chị, hoặc vừa xong qua quá trình tôi khám cho bác thì tôi thấy bác có những cái biểu hiện của hội chứng xuất huyết. Nguyên nhân của nó tôi đang nghĩ đến đấy là giảm tiểu cầu. Để khẳng định được cái chẩn đoán của tôi thì tôi sẽ cần phải làm thêm một số các xét nghiệm trong máu của bác. Bác có hỏi thêm gì hay không? Nếu như bác không hỏi thêm gì thì bác sẽ vui lòng ngồi đây và điều dưỡng của tôi sẽ đến hướng dẫn bác làm các thủ tục tiếp theo. Rất cảm ơn bác trong quá trình qua đã rất là hợp tác với tôi trong quá trình tôi hỏi bệnh cũng như khám bệnh. Khi nào mà có kết quả thì chúng tôi sẽ giải thích, có chẩn đoán cụ thể và hướng điều trị cụ thể cho bác. Rồi, đấy là toàn bộ quá trình cô minh họa khám cho các em xem. Thì nhìn chung các em sẽ thấy rằng là kể ra thì có vẻ vừa xong cô vừa làm và cô vừa giải thích thì nó có vẻ chậm thôi, nhưng mà về mặt thao tác thì em sẽ thấy nó khi mà em thuần thục thì nó sẽ rất là nhanh. Và điều này thì em có thể tự thao tác trên bản thân của mình. Đó, tự nghĩ ra xem là với gặp bệnh nhân thì mình sẽ phải làm gì trước, làm gì sau, hỏi thêm các câu hỏi về vấn đề gì và đọc thêm một phần lý thuyết là em có thể trả lời được toàn bộ các câu hỏi cũng sẽ đặt ra. Đó. Thì cái phần này thì em sẽ thấy nó khá là đơn giản so với những cái phần mà em sẽ học về các module khác. Ví dụ ngay cả trong module của cô thì phần khám về lách sẽ phải phức tạp hơn, đúng không? Em sẽ phải học lại về phân chia ổ bụng này, rồi em sẽ phải học xem là bình thường lách nó ở vị trí nào, đúng không? Thao tác khám lách đi từ ba đường như thế nào, sờ như thế nào, gõ như thế nào, niệm pháp móc lách là như thế nào. Tức là về mặt tư thế bệnh nhân cũng sẽ phải phức tạp hơn của cô rất là nhiều. Những cái vấn đề đấy chắc chắn là sẽ phải mất thời gian hơn môn của cô. Nhưng nếu như mà của cô đơn giản mà mình không ôn tí nào thì mình sẽ dễ dàng bị mất điểm, như thế rất là tiếc. Trong quá trình mà các cô hỏi thì thông thường cô sẽ chia lớp ra làm hai, một nửa cô Yến hỏi thi và một nửa cho cô hỏi thi. Nói như vậy không có nghĩa là một nửa gặp cô thì chỉ học về thiếu máu và xuất huyết. Cô lưu ý với các em đấy là chúng ta đang thi về đây là module miễn dịch huyết học, chứ không chỉ và thi vào mỗi hai hội chứng này. Do đó nên hoàn toàn cô có thể hỏi về hội chứng lách to, khám lách của cô Yến, hoặc là cô sẽ hỏi thêm các bạn về vấn đề là khám hạch như thế nào, là hỏi chéo nhau được. Tương tự như vậy cô Yến có thể hỏi sang hội chứng thiếu máu xuất huyết của cô. Nên là cô sẽ cần các em ôn gọi là toàn diện cả bốn cái vấn đề nhá. Hôm nay là hai vấn đề thiếu máu xuất huyết, bài của cô Yến là khám hạch và khám lách, là em phải ôn bốn vấn đề song song với nhau.
chứ không phải gặp cô thì à gặp cô Linh nên chị thiếu máu xuất huyết. Khi mà cô hỏi sang hội chứng khác mà em khám khám những cái vấn đề khác mà em không biết thì sẽ bị mất điểm khá là nhiều đấy. Cả lớp đã rõ hơn chưa? Có Rồi cần cô giải đáp về vấn đề nào hôm nay nữa không? Còn trong cái phần cô gửi các em thì chắc chắn là không thể có hình ảnh được, tại vì nó liên quan đến cá nhân riêng tư của bệnh nhân nên cô không gửi được. Chỉ gửi về những cái bước cơ bản ở phía trên thôi. Cố gắng ôn tập tốt nhá. Còn nếu như có vấn đề gì mà chưa hiểu thì hoàn toàn có thể liên hệ với cô qua Zalo. Cô sẽ giải đáp cho. Không cần nhất thiết phải kết bạn đâu, cô đều chỉ độ được.